Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2020. Mình tiếp tục học Phật Pháp ở trên Zoom, Pháp Đàm Online. Và hôm nay mình sẽ đi qua cái phần thứ hai trong phần 10 tùy niệm, đó là niệm Pháp. Để mình mở ra cái phần niệm Pháp để quý vị tham dự. Dạ rồi, mình đi cũng đi vào cái phần niệm Pháp ha. Quý vị theo dõi ở trên màn hình đó. Thì hôm trước mình đã học xong niệm 9 ấn Đức Phật. Và hôm nay mình qua niệm là 6 ấn Đức Pháp. Thì niệm Pháp tức tùy niệm Pháp, tức là nhớ nghĩ về các ấn Đức của Pháp. Và cũng như niệm Phật đó, một người mà muốn tu tập đề mục niệm Pháp thì hãy đi vào độc cư và tưởng niệm những đức tính đặc biệt của Pháp như sau. Đoạn kinh Pali đó là Soakato Bhagavata Dhammo Sandhitiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditabo Vinyuhiti. Thì quý vị thấy cứ là ai mà từng tụng kinh Pali rồi đó thì thấy là những cái đoạn này là những đoạn rất là phổ biến, rất là quen thuộc. Nó nằm trong kinh phần tưởng niệm ấn Đức Pháp thì hầu như là kinh tụng hàng ngày ở các chùa, hoặc là quý vị Phật tử mà tụng kinh ở nhà đó thì cái phần niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng này thì hầu như là ngày nào mình cũng tụng tới cả, ngày nào mình cũng tưởng nhớ ấn Đức cả. Và cái đoạn Pali trên được dịch đó, cái đoạn này là dịch từ trong Thanh Tịnh Đạo ra ha. Thì dịch đoạn này đó là Pháp được Đức Thế Tôn khéo giảng từ chứng ngay hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có hiệu năng hưởng thường, được người trí chứng biết. Thì sáu cái đức tính, sáu cái ấn đức đó, bây giờ mình sẽ đi từng cái ấn đức một. Ấn đức đầu tiên là Soakato. Cái từ Soakato này á, đúng ra nó là Su cộng với Akato. Su là khéo và Akato, Akata là được thuyết giảng. Nên là Su Akata đọc định nổi lại là Soakato là được khéo thuyết giảng. Pháp á, được Đức Phật khéo thuyết giảng. Thì trong Thánh Tịnh Đạo á, khi mà nói về Pháp á, họ nói là Pháp gồm có hai phần. Thứ nhất á, là Pháp tức là kinh điển. Và thứ hai, Pháp á, là chính Pháp siêu thể. Là bốn tâm đạo, bốn tâm quả và niết bàn. Như vậy Pháp, nếu như theo trong Thanh Tịnh Đạo là họ nói Pháp theo hai nghĩa đó. Khi niệm Pháp là niệm theo hai nghĩa đó. Thì đầu tiên là Pháp khéo thuyết giảng. Pháp mà thuộc kinh điển ấy, được khéo thuyết giảng bởi vì nó tốt đẹp ở chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Và nó tuyên bố đời sống phàm hạnh hoàn toàn viên mãn, trong sạch với đầy đủ ý nghĩa và chi tiết. Đầu tiên là cái nghĩa khéo thuyết giảng. Bởi vì á, khéo thuyết giảng là phải tốt đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối luôn. Có nhiều người giảng đoạn đầu rất là hay, nhưng mà rồi đoạn giữa đó thì không có rõ ràng lắm. Và đoạn cuối á, đôi lúc á, là không đủ thì giờ cho nên là qua loa cho nó xong. Còn bài Pháp mà Đức Phật khéo để giảng rồi đó thì đoạn đầu cũng rõ ràng, minh bạch, đoạn giữa cũng vậy, đoạn cuối cũng vậy. Như vậy là nó nói về cái phần mà hình thức. Rồi á, là về phần nội dung thì nó tuyên bố đời sống phàm hạnh, ngài không nói cái gì khác hơn ngoài chuyện là để một người sống bỏ ác làm lành, sống cái đời sống phàm hạnh để mà diệt phiền não, chứng ngộ niết bàn. Rồi pháp đó là hoàn toàn viên mãn. Hoàn toàn viên mãn có nghĩa là bây giờ không có thiếu, không có dư, bây giờ mình có thể bớt ra điều gì mà mình có được thể thêm vào điều gì nữa, nó hoàn toàn viên mãn, nó trong sạch. Pháp của Đức Phật là toàn nói những cái pháp tốt đẹp trong sạch, chứ không nói tới những cái pháp là tới những cái gì mà làm cho cái tâm của người ta bị phiền não, bị cấu uế, và với đầy đủ ý nghĩa và chi tiết. Bây giờ đó, đoạn tiếp theo là sẽ giải thích từng cái cách giải thích một. Ví dụ như
thế nào là tốt đẹp chặng đầu chặng giữa chặng cuối, là ngay cả một bài kệ, một đoạn kinh ngắn thôi mà trong giáo lý của Đức Phật á, nó cũng tốt đẹp ở chặng đầu. Ví dụ như một bài kệ thì ngay từ đầu từ đầu tiên là nó đã tốt đẹp rồi, nó tốt đẹp ở chặng giữa đó là với những gì nó trình bày, và nó tốt đẹp ở chặng cuối với cái kết luận. Còn một cái bài kinh, ví dụ như là bài kinh trong trường bộ kinh là một bài kinh nó rất là dài, hoặc trong bộ kinh một cái bài kinh nó tương đối vừa phải, thì mỗi một bài kinh thì nó cũng tốt đẹp ở chặng đầu với phần dẫn nhập cho biết nơi chốn và lý do hay là duyên khởi thuyết kinh. Quý vị thấy cái bài kinh nào cũng vậy hết á, cũng có cái đoạn tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở tại đâu rồi ở với ai, vân vân. Thì như vậy đó là phần nào cũng có cái phần dẫn nhập cho mình biết nơi chốn lý do thuyết kinh. Rồi tốt đẹp ở chặng giữa vì thích hợp với những người đáng giáo hóa. Tức là cái bài kinh nào mà Đức Phật thuyết cho ai thì nó thích hợp với cái người người nghe. Vì ý nghĩa không mơ hồ, được lập luận có nguyên nhân và ví dụ. Trong khi mà Ngài thuyết pháp thì Ngài đã giải thích rất là rõ ràng, không có một cái gì là mơ hồ khó hiểu. Và được lập luận nào cái gì thì có nhân có quả và có cả ví dụ minh họa nữa. Và tốt đẹp ở chặng cuối với kết luận làm pháp phát khởi tín tâm nơi người nghe. Khi mình thấy, các quý vị thấy là khi mình đọc xong hay là nghe xong một cái bài kinh đó, thì tới cái phần kết luận đó, thì thường thường đó là các vị hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Phật, hoặc là có người nghe xong là chứng đắc quả nhập lưu hay là quả A La Hán vân vân. Cho nên mình một số người á, một số bài kinh mà khi mình nghe xong á, là cái niềm tin của mình á, nó càng phát khởi, còn phát triển nhiều hơn nữa. Thì đó là cái tốt đẹp ở chặng cuối. Rồi một cách giải thích khác cũng vậy, toàn bộ giáo lý thì tốt đẹp ở chặng đầu với giới là sự an lạc của bản thân, chặng giữa với định tuệ đạo quả, và tốt đẹp ở chặng cuối là với niết bàn. Tức là toàn bộ giáo lý này nó mình có ba cái: giới, định tuệ và cái sự đó là con pháp hành, và cuối cùng niết bàn tức là pháp thành. Thì đó là, hoặc là chia ra cách khác nữa là tốt đẹp ở chặng đầu là vì giới và định. Tức là cách chia đầu tiên là giới là số 1 á, và chặng đầu rồi đến đoạn chặng giữa là định và tuệ chung, rồi đằng thứ ba là niết bàn. Còn có một cách chia khác nữa đó là giới và định cho được đưa vào gộp chung là chặng đầu. Còn chặng giữa đó là tuệ và đạo, tức là tuệ và tâm đạo và đạo quả đó, và đằng cuối cùng đó chính là quả và niết bàn. Rồi hoặc có một cái cách giải thích khác nữa, đó là giáo lý nó tốt đẹp ở chặng đầu vì là sự khám phá tốt đẹp của Đức Phật, vì Đức Phật là người đầu tiên khám phá ra cái giáo lý này, cho nên chặng đầu là do Đức Phật khám phá. Chặng giữa là vì cái tính chất khéo vận hành hay là khéo bảo trì của các pháp, của pháp, và tốt đẹp ở chặng cuối vì đó là đạo lộ tốt mà Tăng già đã đi vào. Tức là người ta giải thích theo cái cách là Phật, Pháp và Tăng. Phật là người Pháp khám phá ra, Pháp là khéo vận hành, và Tăng là người mà đi theo cái đạo lộ đó để mà tu tập. Rồi có một cách giải thích khác nữa, đó là do nghe Pháp mà những triền cãi được trừ khử, đó là tốt đẹp ở chặng đầu. Do thực hành Pháp mà có sự an lạc của thiên chỉ và thiên quán là tốt đẹp ở chặng giữa. Kết quả Pháp ấy đem lại là đạo và quả, đưa đến sự quân bình bất đồng thì gọi là tốt đẹp ở chặng cuối. Thì đó là những cái cách để giải thích là nói giáo pháp của Đức Phật á, là tốt đẹp chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Bây giờ giải thích qua cái ý viên mãn. Thì thế nào là viên mãn? Vì pháp là hoàn toàn viên mãn vì nó liên hệ đến năm pháp uẩn, đó là giới uẩn, định uẩn, tế tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí quyền uẩn, kiến uẩn. Cái từ mà giải thoát trí kiến á, năm uẩn tức là chỉ ngũ uẩn ở đây nó không phải là ngũ uẩn như kiểu sắc thọ tưởng hành thức ha. Mà quý vị nên nhớ chữ uẩn tức là một cái nhóm thôi, group thôi. Cho nên pháp nó chia ra làm năm nhóm: nhóm về thuộc về giới, nhóm thuộc về định, nhóm thuộc về tuệ, nhóm thuộc về giải thoát, và nhóm thứ năm là nhóm thuộc về giải thoát trí kiến. Cái từ giải thoát trí kiến này đó là nó hay dễ gây lầm lẫn cho người đọc á. Có người thấy giải thoát trí kiến cứ nghĩ rằng là giỏi giải thoát khỏi trí kiến, không có bị dính mắc vô trí kiến nữa.
À, thì cái đó không phải. Ở đây chữ giải thoát tri kiến á, có nghĩa là cái từ tri kiến là từ chính, chứ không phải từ giải thoát là chính. Tri kiến ở đây đó, tức là thấy biết rằng mình đã được giải thoát, thì gọi là giải thoát tri kiến. Và ví dụ như một người mà mới chứng được quả đầu tiên là quả nhập lưu đó, thì người đó thấy được mình đã giải thoát được bao nhiêu kiết sử và bao nhiêu kiết sử chưa được giải thoát, cần tu tập thêm. Thì cái đó nó thuộc vô cái phần gọi là giải thoát tri kiến. À, trí kiến rằng mình đã được giải thoát, chứ không phải là giải thoát khỏi trí kiến. À, rồi cái từ trong sạch ở phía trên nó nói pháp là trong sạch, bởi vì trong sạch vì nó không có khuyết điểm, vì nó tồn tại cho mục đích là vượt qua bậc lưu luân hồi sinh tử, và vì nó không liên hệ đến những chuyện thế tục. À, quý vị thấy đó là ở ngoài đời đó có nhiều người đó là họ cứ dạy cho người ta là bùa chú để làm sao mà làm giàu nhiều hơn, làm sao mà để được người ta yêu, bùa yêu rồi là bùa ngải rồi bùa đủ bùa nói ha, đủ thứ, bởi vì là người ta xuất phát từ cái tâm tham, người ta muốn đạt cái này muốn đạt cái kia mà người ta không có muốn tinh tấn nỗ lực, người ta muốn đi cũng đường tắt, rồi từ đó mới có những cái bậc thầy đáp ứng cái nguyện vọng của họ, cho nên là họ cũng đi theo những cái con đường tắt như vậy. Và vì như vậy cái pháp của những vị thầy đó thì không thể nào gọi là trong sạch được, bởi vì nó đi theo cái thị hiếu, đi theo cái tham muốn của người khác. Ở đây đó có một cái giải thích, một cái chữ khéo thuyết giảng nữa, đó là pháp mà được Đức Phật khéo thuyết giảng là bởi vì nó được tuyên bố một cách thích đáng, không bị xuyên tạc ý nghĩa, không bị bóp méo ý nghĩa. Ngoài đạo đó thì bị bóp méo ở chỗ cái được xem là chướng ngại thì thật ra nó không phải là chướng ngại thực, cái được xem là lối thoát không phải là lối thoát thực. Do đó pháp của ngoài đạo á gọi là vùng giảng chứ không thể gọi là khéo giảng. Những pháp Thế Tôn giảng thì không có bị bóp méo như vậy, những pháp mà ngài gọi là chướng ngại thì thực sự là chướng ngại, mà những pháp ngài gọi là giải thoát thì thực sự là giải thoát. Ví dụ như quý vị thấy ngoài đạo đó thì cái mà người ta xem chướng ngại thì không phải là chướng ngại thực. Ví dụ như người ta nói rằng đó là cái giới tính, cái giới tính nó là một cái sự trở ngại cho người ta, cho nên là người ta rất là coi thường người nữ, người ta chỉ quan trọng người nam thôi. Thì ngay ở bên lão bên bên Khổng giáo bên cũng vậy, nhất nam việt nữ thập hữu thập nhất nam việt hữu thập nữ việt vô, hoặc là như là ở bên Ấn Độ cũng vậy đó, người ta cũng rất là coi thường cái người nữ, người ta cho rằng cái thân nữ, cái nữ tánh đó là cái sự trở ngại cho cái pháp tu tập. Nhưng mà Đức Phật á, khi mà quý vị thấy khi ngài mà Đức Phật mà ngài giảng đi vào ở trong giáo lý đó, thì ngài nói rằng là chỉ có tâm thôi, chỉ có danh và sắc thôi. À, mà khi trong cái chuyện tu tập á, thì chỉ có danh pháp thôi, chỉ có phiền não thì chúng sanh nào cũng có phiền não cả. Cho nên phiền não chính là sự chướng ngại, chứ không phải là cái nữ tánh hay cái nam tánh, cái thân nam cái thân nữ là sự chướng ngại. Rồi cái sự lối thoát cũng vậy, Đức Phật ngài nói Niết Bàn á chính mới là lối thoát của mọi người, tức là cái trạng thái mà không vượt ra khỏi sanh tử luân hồi, ra khỏi tam giới thì thật sự mới gọi là lối thoát. Nhưng mà ở những cái tôn giáo khác thì người ta cho rằng là ví dụ như Thiên Chúa giáo là chỉ cần về được ngồi dưới, lên thiên đường ngồi dưới chân Chúa là coi như là cái sự cứu rỗi của họ rồi. Hoặc là đạo Bà La Môn thì người ta cho rằng là làm sao để mà bình đồng hóa với cái đại ngã thì đó là cái sự giải thoát. Thì ở đây thì nhưng mà thật sự ra là đang còn vướng ở trong cái tiểu ngã hay cái đại ngã thì đó cũng phải là cái lối thoát thật sự. À, vì vậy ở đây nói rằng pháp được khéo thuyết giảng bởi vì pháp đó được tuyên bố một cách thích đáng, một cách đúng đắn mà không bị xuyên tạc ý nghĩa. Cái gì là chướng ngại thì nó thật sự là chướng ngại, cái gì là lối thoát hay giải thoát thì thật sự nó là giải thoát. Thì như vậy đầu tiên á, đó là giải thích cái nghĩa là pháp của kinh điển. Bây giờ đó nói về pháp xuất thế gian. À, hồi nãy có nói ngay từ đầu đó là trong Thanh Tịnh Đạo người ta giải thích pháp theo hai nghĩa đó. Nghĩa thứ nhất là pháp là kinh điển Tam Tạng, được những lời Đức Phật thuyết pháp. Còn nghĩa thứ hai đó, pháp là pháp xuất thế gian. Pháp xuất thế gian tức là bổn đạo bổn quả và niết bàn đó, thì giải thích rằng pháp xuất thế gian là khéo thuyết giảng bởi vì đạo lộ phù hợp với niết bàn và niết bàn phù hợp với đạo lộ. Con đường đưa đến niết bàn đã được Thế Tôn tuyên bố một cách thích đáng cho các đệ tử. Niết bàn và đạo lộ phù hợp với nhau,
cũng như nước của sông Hằng gặp và tiếp nối với nước của sông Yamuna. Cũng vậy, con đường dẫn đến Niết Bàn đã được Đức Thế Tôn công bố một cách thích đáng cho các đệ tử. Niết Bàn và đạo lộ gặp gỡ. Đây là trích từ trong Trường Bộ Kinh. Thì cái từ mà khéo thuyết giảng của Đạo của Pháp Xuất Thế ở chỗ đó là Đức Phật Ngài chỉ cho mình con đường tu tập. Và con đường tu tập thì nếu mà tu tập đúng thì chắc chắn con đường đó sẽ gặp gỡ với cái mục tiêu cuối cùng, đó chính là Niết Bàn. Cho nên nói là con đạo lộ phù hợp với Niết Bàn, hay là Niết Bàn và đạo lộ gặp gỡ nhau. Một đoạn khác nữa, đó là thẳng đạo, con đường trung đạo không có thiên cực đoan nào, có nghĩa là được khéo thuyết giảng. Tức là cái bạc chánh đạo đó được còn được gọi là trung đạo, mà trung đạo thì nó không có thiên về hai cực đoan, đó là khổ hạnh ép xác hoặc là thù hưởng dục lạc. Và cái pháp như vậy đó thì được gọi là pháp được khéo thuyết giảng. Hoặc là các quả sa môn cũng được khéo thuyết giảng khi được công bố là những cấu uế đã thanh tịnh. Quý vị nói sẽ thấy các quả sa môn, tức là tứ quả, là từ Tu Đà Hoàng mà cho tới A La Hán thì được gọi là các quả sa môn. Và các quả sa môn này á, là khi được công bố đó là những cấu uế hay phiền não đã được thanh lọc hay đã được thanh tịnh rồi, thì được khéo thuyết giảng, tức là gì, đã được trình bày một cách rất là rõ ràng về các cái tầng quả này. Niết Bàn cũng được khéo thuyết giảng khi được công bố nó có bản chất là thường, là bất tử, là nơi trú ẩn, là chỗ nương tựa, vân vân. Cho nên Pháp Xuất Thế cũng được khéo thuyết giảng. Như vậy là mình đã đi qua cái phần giải thích thứ nhất, cái ân đức thứ nhất của Pháp chính là Pháp được khéo thuyết giảng. Bây giờ mình qua cái ân đức thứ hai, đó là Sanditiko, gọi là thiết thực hiện tại. Trước hết thẳng đạo là thiết thực hiện tại vì có thể thấy được bởi một bậc thánh khi đã xa lìa tham dục vân vân nơi bản thân. Và ở đây đoạn này trích từ đoạn sau đặt tăng, trích từ trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 1. Này Bà La Môn, khi một người bị nhuốm bởi tham, bị trang ngập, bị ám ảnh bởi tham, thì nó suy nghĩ hại mình, hại người, hại cả hai, và cảm thọ đau khổ về tâm. Còn khi tham đã trừ diệt thì nó không suy nghĩ hại mình, hại người, hại cả hai, và không cảm thọ đau khổ về tâm. Đây, này Ba La Môn, là pháp thiệt thực hiện tại. Đoạn này ý nói rằng đó, ngay khi mình có tham, khi mình mà có tham là mình đau khổ ngay, mà khi mình tham mà trừ diệt là hết đau khổ cũng hết ngay. Ngay tức lập tức là không có cái nghiệp, vì tham không còn, cho nên nghiệp bất thiện là không có sanh khởi, cho nên không còn cái đau khổ cảm thọ khổ nữa, thầm khổ thụ về tâm nữa, cho nên gọi là pháp thiệt thực hiện tại. Lại nữa, Pháp Xuất Thế có 9 loại cũng là thiết thực hiện tại. Vì khi một người đã đạt đến đấy, thì Pháp ấy từ người này thấy được nhờ tuệ phản kháng, mà không cần nương tựa vào niềm tin ở người khác. Ở đây là nó thiết thực hiện tại, tức là sao? Là mỗi người có thể thấy được. Cũng như là khi một người nào mà chứng được cái quả gì, thì người đó nhờ cái tuệ phản kháng. Tuệ phản kháng là gì? Phản kháng, kháng là nhìn, phản là trở lại. Cái tuệ mà quán chiếu trở lại, như hồi nãy ở trên đoạn trên kia mình cũng có nói đó, là cái phần giải thoát trí kiến, tức là cái trí tuệ, cái trí kiến mà thấy được mình đã giải thoát á, thì cái giải thoát trí kiến đó nó cũng đồng nghĩa với cái tuệ phản kháng này. Tức là một người sau khi mà tu tập mà chứng đắc đạo quả thì người đó nhìn trở lại, nhìn ngược trở lại là phản kháng. Chữ phản kháng ở đây quý vị nhớ đó, là nó có không có chữ rê phía sau. Chữ kháng này là giống như khán giả, tức là khán giả là người xem, thì chữ kháng này là xem. Còn cái chữ phản kháng mà kháng có rê phía sau đó là kháng cự. Kháng cự tức là chống đối. Thì khác nữa ha, còn đây phản kháng này, chữ kháng này không có rê đó, thì kháng này có nghĩa là xem xét, và phản là trở lại. Tuệ phản kháng là cái trí tuệ mà xem xét ngược trở lại, từ xem xét thôi thử là mình đã chứng đắc quả gì rồi, và mình đã diệt được cái phiền não nào rồi. Thì người đó, khi người nào mà chứng đắc đạo quả hay đạt đến đó, là người đó từ biết được, từ thấy được nhờ cái tuệ phản kháng này, chứ không có cần nương tựa vào niềm tin ở người khác, là không cần ai mà ẩn chứng cho mình rằng là à, con như vậy là đắc Tu Đà Hoàng rồi đó, con như vậy là đắc sơ thiền rồi đó. Người nào mà vào thiền mà nói là thiền sư, nói rằng là mình đã đắc thiền rồi, thì cái đó mình cũng hơi nghi ngờ đó nha.
Còn người đó không có tự biết mình đã chứng đắc, mà mình nói phải nhờ niềm tin, là nói, à vì thầy đó nói có một tâm, mình mô tả mình lên trình học thiền, có nhiều người lên trình thiền rồi cứ mô tả cái tâm mình như thế này như thế kia, rồi vị thiền sư nghe diễn tả như vậy đó, thì viện thư là thiền sư mình nói, à như vậy cái tâm mà tới tràng tràng đã như vậy tức là vào sơ thiền hay nhị thiền rồi, hoặc là thậm chí có người còn nói ô như vậy là đã đắc quả tu đà hoàng tứ đà hàm rồi. À, cả đó vô cùng nguy hiểm, bởi vì quý vị biết là cái người cái việc người ta mô tả đó có thể chính xác có thể không chính xác, mà khi mà không chính xác đó, cũng có thể có hai lý do nữa, có thể là do người đó hiểu lầm. À, người ta thấy lầm và người ta mô tả theo một cách phóng đại mà không tự biết rằng là mình phóng đại. Còn có một cái người nữa đó là hành thiền, mà nhiều khi mình á hành thiền mà mình trình thiền mà mình nói mình tệ quá thì mình sợ những người xung quanh mình là thấy mình tệ quá, cho nên là mình cũng phải nói làm sao mà nghe cho nó được. À, mình mô tả làm sao giống như mình cũng tu hành đàng hoàng vậy đó. Vì khi vị thiền sư mà nếu vì đó mà chưa có tha tâm thông thì chỉ cần nghe. Và hơn nữa các vị thiền sư thì người ta cứ nghĩ rằng ai mà đã vào hành thiền thì người đó đều là những người phải là rất là chân thực và trung thực, cho nên nói sao thì vị đó sẽ tin như vậy. Và khi nghe mà mô tả như vậy thì ô tôi như vậy tức là đắc sơ thiền rồi, thì quý vị thấy nguy hiểm vô cùng. Cho nên trong này nói rằng pháp nào mà mình chứng mình đạt thì mình tự thấy được nhờ cái tuệ phản kháng, chứ không cần nương tựa niềm tin ở người khác, không cần ai mà chứng chứng nhận cho mình hết á. Là cái chứng nhận đó là vô cùng nguy hiểm. À không hiểu vì sao mà hồi nãy đó là khi mình soạn là có đem một cái phần giải thích về cái phần mà bài giải thích. À thôi cái này bây giờ đầu tiên mình cứ đi theo cái bài của giải thích về cái bài giải thích này là từ thông thanh tịnh đạo trước nhé, rồi lát nữa mình sẽ đi một cái bài này nhưng mà cách giải thích của thầy Viên Minh. À, hồi nãy á, thì định là mỗi cái phần như vậy thì giải thích một lần luôn, là phần trên thì nói theo thanh tịnh đạo và phần dưới thì nếu nói theo cách giải thích của thầy, nhưng mà không hiểu sao mà khi gửi qua email thì nó mất cái phần mà đã đưa vào ở trong bài này, cho nên bây giờ thì chỉ còn cái phần đầu thôi. Thì bây giờ mình cứ nói xong cái phần trích từ thông thanh tịnh đạo trước theo đúng cái bản thanh tịnh đạo, theo đúng chú giải ha, và sau đó đó mình sẽ đi qua mình đọc cái bài mà giải thích của thầy về sáu ấn đức pháp. À, nó hơi khác và nó đi thiên về pháp hành hơn. Rồi bây giờ giải cách giải thích tiếp theo của cái từ Sanditthikko nữa. Thì chữ Sanditthikko đó bây giờ giải theo từ nguyên của nó, thì trong đó cái chữ Ditthi cộng với chữ Sang, thì Ditthi có nghĩa là kiến, là thấy, và chữ Sang có nghĩa là thích hợp. À, nó đi ra từ chữ Passattha, nó có là quá khứ của động ngữ căn là Sang. Thì như vậy thì kiến thích hợp thì được gọi là Sanditthi. Vì sao? Vì pháp nó chinh phục người ta nhờ tính cách có thể thấy được kết quả ngay trong hiện tại, nên gọi là thiết thực hiện tại. Pháp mà Đức Phật dạy đó, nếu như mình thực hành thì mình có thể thấy được kết quả ngay trong hiện tại. Cho nên cái pháp được gọi là thiết thực hiện tại. Thì mình thấy cái này ai mà có thực hành thì mình thấy ngay. À, mình mà hành thiền đó thì ngay lúc mà mình khởi tâm mà có chánh niệm á thì ngay khi đó là cái phiền não nó được chấm dứt liền, cho nên pháp á, nó có kết quả ngay trong hiện tại. Thánh đạo chinh phục được những phiền não nhờ thấy đúng thánh quả, và niết bàn cũng chinh phục phiền não nhờ có chánh kiến lâm nhân. À, cho nên đây là cái cách giải thích của từ Sanditthikko, có nghĩa là kết quả thấy được kết quả ngay trong hiện tại. Bây giờ quan nghĩa thứ ba, ấn đức thứ ba của pháp đó là Akaliko. Akaliko có nghĩa là vượt ngoài thời gian, à, hoặc là không có chậm trễ. À, trong cái bản của tiếng Anh người ta dịch là without being delayed, không bị chậm trễ. À, thì giải thích đó, pháp ấy không có chậm trễ trong việc đem lại kết quả nên gọi là không có thời gian. Chữ thời gian là kala mà không có thời gian là akala, và khi nó trở thành tính từ là akalika và chia chủ cách là trở thành Akaliko. Ngại nghĩa là thay vì triển hàng một thời gian dài lâu năm năm 7 ngày thì mới cho kết quả, thì pháp á, nó cho đem lại kết quả ngay tức thì. À, quý vị thấy á, mình làm một cái gì mình trồng một cái cây thì ít nhất là phải vài một vài ngày hoặc vài tháng á, hoặc vài năm nó mới cho kết quả, hay mình làm một cái công việc làm ăn buôn bán gì đó thì cũng một thời gian sau mình cho kết quả.
Tuy nhiên á, cái thực hành pháp thì nó đem lại kết quả ngay tức thì, nó không có chậm trễ. Hoặc là cái gì cần một thời gian để cho kết quả là pháp thế gian về thiền, tức là thiện nghiệp của hiệp thế đó. Nhưng pháp này thì không cần thời gian vì kết quả của nó đến ngay nên gọi là không thuộc về thời gian. Điều này là nói về tâm đạo và tâm quả. À, tức là vào cái thời điểm mà một người tu tập mà chứng được đạo quả đó. Ví dụ như đạo cả đạo quả đầu tiên được gọi là đạo quả nhập lưu, thì cái sát na trước là khi người đó hành thiền thiền minh sát á, thì những cái tâm trước đó là tâm siêu thế, tâm hiệp thế ha. Nhưng mà đến cái giai đoạn á, là khi mà người đó bắt đầu là chuyển tánh, khi mà tâm cái trí tuệ mà nó chín muồi đó, thì tới cái giai đoạn gọi là chuyển tánh, là chuyển từ phàm sang thánh. Và sau đó thì cái tâm đạo khởi lên, một sát na tâm đạo khởi lên thì sát na sau là tâm quả liền, nó không hề có cái sự gián đoạn với thời gian. Cho nên nói là không có thuộc thời gian, không có cần chờ đợi thời gian, không có bị chậm trễ. Thì ngược lại đó, những cái pháp thiền mà thiền nghiệp mà thuộc về siêu thế, thực về thế gian thì nó cần có thời gian mà trổ quả. Quý vị thấy giống như là cái pháp mà bố thí. À, nếu như một người mà bố thí hay một người mà giữ giới, bố thí này hay là mình phục vụ này, thì những cái phước mà để mà trổ đó, một người bố thí thì họ không có thể giàu có ngay liền được, mà nó cái phước đó nó có thời gian để nó trổ, hoặc là nhanh nhất là chỉ là ngay sau đó, nhưng mà nó cũng khoảng thời gian ra cũng là sau khoảng vài giây. Ví dụ như câu chuyện của cái ông nhà nghèo mà ông chỉ có một cái khổ để mà ông đi nghe pháp thôi đó, thậm chí là hai vợ chồng mà chỉ có một cái khổ thôi. Khi nào mà người chồng đi ra ngoài thì người vợ phải ở nhà, người vợ đi ra ngoài thì người chồng phải ở nhà. Vậy mà có một lần đó, người chồng á đi nghe Đức Phật thuyết pháp, khi mà Đức Phật ngài giảng về hành bố thí đó, thì ngài cũng nói rằng là những người, ví dụ như những người nào mà họ bị nghèo khổ mà túng thiếu quá là do họ thiếu cái phước bố thí, còn người nào mà có pháp bố thí đó thì người đó ra sinh ra là không có bị nghèo đói hay túng thiếu. Thì khi mà ông ngồi ông nghe Đức Phật giảng như vậy, ông rất là thấm thía, ông mới thấy rằng là mình nghèo tới mức mà hai vợ chồng mà chỉ có một cái khổ thôi đó, thì là quá nghèo, nghèo cùng tận rồi. Mà như vậy là vì mình không có, mình chỉ không hề bố thí. À, và ông cũng nhớ ra lại từ xưa tới giờ ông không có hề bố thí. Thì khi đó ông mới nói nếu vậy đó thì bây giờ không lẽ mình cứ nghèo hoài à, vậy thì mình phải bố thí đi chứ. Và bây giờ mình có cái gì, mình chỉ có một cái tấm khổ này thôi, mình có nên bố thí hay không. Mà ông ngồi là ông đấu tranh giữa cái chuyện là bố thí không cúng dường hay không bố thí, hay không bố thí cái tấm khổ duy nhất đó. Ông đấu tranh tư tưởng. Và cuối cùng á, khi mà ông thắng được chuyện, chiến thắng ông là ông đứng dậy ông nói là con xin cúng dường cái tấm khổ duy nhất của con. À, thì khi đó là một cái hành động rất là mạnh mẽ. Thì những người xung quanh mới hỏi ông cái tấm khổ nào, và ông kể ra là ông nói tôi có một tấm khổ thôi mà tôi nghe Đức Phật giảng tôi hoan hỷ quá, tôi muốn cúng dường cái tấm khổ này. Thì những người khác rất là cảm động, họ có được tác ý tận ấn tượng, cái tác động rất mạnh đến tâm họ. Mà trong cái hội chúng đó đó thì có rất nhiều người nhà giàu, những cái vị đại phú đại quý ở đó, thậm chí là có cả nhà vua ở đó nữa. Thì họ 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 quá là nể phục, họ quá là khâm phục cái tâm mà xuất ly, cái tâm thiền mà mạnh mẽ của ông á. Cho nên là ngay tại đó là nhà vua nói rằng là tôi tùy hỷ với cái phước của ông, cho nên là tay lập tức tôi sẽ cho ông 500 tấm lụa, thưởng cho ông 500 tấm lụa với cái tâm mà bố thí mà mạnh mẽ như vậy. À, là kêu người chở tới cho ông 500 tấm lụa ngay. Thì quý vị thấy rằng là phước một chỗ ngay lập tức. Nhưng mà tuy là nói ngay lập tức đi nữa đó, thì nó cũng phải là cách đó vài phút ha. Chứ nó không thể ngay lập tức là sát na trước và sát na sau như trong cái đào quả được. Cho nên nó là pháp thế gian đó, thì nó cần có thời gian nó mới cho quả. Dù thậm chí là chỉ có vài phút nhưng nó cũng cần phải có thời gian. À, còn thường đó thì mình mà bố thí bây giờ thì mình làm phước bây giờ thì nhiều khi là thời gian rất là lâu sau thì cái phước đó nó mới trổ, chứ không phải nó trổ liền đâu. Có người làm phước rất là nhiều mà vẫn nghèo, hoàn cảnh vẫn không có thay đổi, là bởi vì cái phước đó nó chưa có trổ, và họ chỉ đang đang hưởng cái quả của những cái phước xấu, những cái nghiệp xấu mà trước đây họ đã làm. Cho nên cái đoạn này mới nói rằng đó là pháp
pháp mà pháp thế gian tức về thiền tức là thiền nghiệp mà sự nghiệp thế đó thì nó cần có thời gian để cho quả, nhưng mà pháp á, mà đạo tâm đạo và tâm quả thì nó không có cần thời gian vì nó kết quả nó đến ngay lập tức. Thì đó là cái phải cái tính chất là không chậm trễ của pháp ha. Và yếu tố cái đức tính ân đức thứ tư đó là ehi pasiko là đến để mà thấy. Ehi là hãy đến và pasiko đi ra động từ pasati là thấy, dịch là đến để mà thấy. Pháp này xứng đáng mời gọi người ta đến để thẩm sát. Ehi passavitti như sau. À, hãy đến đây mà thấy pháp này. Tức là giải thích đó, ehi passa imang thammang, hoặc cho nên gọi là đến để mà thấy ehi passika. Tại sao pháp đáng được mời gọi đến để mà thấy? Cái pháp mà có Đức Phật dạy đó, vì sao mà lại được mời gọi người ta đến mà thấy? Bởi giải thích vì đã được tìm thấy và vì nó thanh tịnh. Bây giờ giải thích đã được tìm thấy là sao? Ví dụ nếu một người bảo là có tiền hay vàng trong một cái nắm tay trống trơn, tức là họ nắm cái tay họ lại, trong tầm nắm tay của họ không có gì hết á, trống trơn. Nhưng mà có người á, nhưng mà họ họ nói với mọi người, trong tay tôi có vàng hay là có tiền đây nè. À, thì không thể nào có cái chuyện như vậy. Thì cái người đó không thể bảo người khác đến đây mà xem, là bởi vì có đâu mà xem. Có thể nó nói láo, nó à, trong tay tôi có tiền có vàng, mình nói vậy thôi. Nhưng mà nó rất là sợ người ta mở tới mở ra để xem, cho nên không bao giờ cái người đó nói rằng đến hãy đến đây mà xem. Còn người nào mà dám nói hãy đến đây mà xem, tức là trong cái túi của họ là có thứ, có đồ thứ thiệt trong á, nó thật sự là có đồ quý trong, người ta mới kêu là đến đây mà xem. Cho nên đầu tiên nó là thật sự có hay là đã được tìm thấy. Còn nghĩa thứ hai đó là vì nó thanh tịnh là sao? Ví dụ như phân hay nước tiểu đó thì nó cũng có thể tìm thấy thật, chứ nó không phải là nói gạt, không có mà nói có, nó vẫn có đó. Nhưng mà ta không thể làm người khác hoan hỷ bằng cách khoe là đến để mà xem cái này, trái lại phải lấy cọ lá mà che cho khuất con mắt là vì nó bất tịnh. Nhưng pháp xuất thế với chín thành phần thực sự đã được tìm thấy và thuần tịnh như trăng rằm trong bầu trời không mây, như ngọc mani trên tấm vải sạch, bởi thế pháp đáng mời gọi ta đến để mà thấy. À, đầu tiên là nó có thật, cho nên là mình mới kêu người ta tới, mà không những có thật rồi mà nó phải là thanh tịnh, phải tốt đẹp, cái mà đáng cho mình khoe ra, và khi mình cho người ta thấy người ta hoan hỉ, khi đó mới gọi là đến để mà thấy. Cái con đến mà thấy toàn phân nước tiểu, thấy những cái thứ hôi thối mà không có giá trị thì không ai tới mà thấy cả. À, cho nên khi mà nói rằng pháp của Đức Phật nói là đến để mà thấy, bởi vì pháp này á, nó có thực chất, nó có thực sự, có thực tánh, à, và nó có thanh tịnh, nó có giá trị để cho người ta tới thì người ta cảm nhận được, người ta hưởng được cái giá trị đó. À, cho nên gọi là pháp đến để mà thấy. Chỉ trong trong thanh tịnh đạo đó chỉ có giải thích cái từ nghĩa đến để mà thấy là như vậy ha. Nghĩa thứ năm, ân đức thứ năm gọi là opanayiko, dịch là có công năng hướng thượng hay là dẫn lên trên. Pháp này với bốn đạo bốn quả là đáng dù dẫn, nói cách khác là đáng khơi dậy trong tâm người ta bằng cách tu tập, dù cho y phục hay đầu của ta đang bốc cháy. Do đó pháp này được gọi là hướng thượng opanayika. Điều này áp dụng cho tám pháp xuất thế vô vi, vì thì đáng trở thành đối tượng của tâm nên cũng gọi là dẫn tới trước, nghĩa là đáng được xem như chỗ trú ẩn của ta bằng cách chứng nhập. À, ở đây đó thì giải thích cái từ opanayika đã đi ra từ cái chữ là upanetapa. À, xin lỗi. Là đáng dù dẫn tức là gì, là khiến cho người ta làm sao hướng người ta đi lên phía trên, hướng cho người ta phải phải cố gắng tu tập mà để đi lên trên, bởi dù cho và nó cảm giác là nó người ta cảm giác là cái chuyện tu tập đó, nó rất là cấp bách, dù giống như là cái y phục hay là cái đầu của mình đang bốc cháy như vậy đó, mình phải cấp cứu, phải tu là cấp tốc ha. Cho nên pháp này được gọi là hướng thường. À, và nó dẫn tới trước, nó đưa lên trên.
nó đưa cho một người, mà nếu như người thực hành đó, thì từ cái chỗ thấp kém nó đưa lên cái chỗ cao thượng, đi tới được xem như là chỗ trú ẩn, cái chỗ mà mình đang chứng nhập. Và nghĩa thứ sáu, ấn đức thứ sáu gọi là Pachatang Vedita Bovinyuhi, là được người trí chứng biết. Chữ Pachatang, Pachatang là mỗi một người, Veditapo là nên được biết, nên chứng biết, và Vinyuhi là bởi người trí. Pháp ấy có thể được chứng nghiệm bởi tất cả hàng người trí, khởi từ hàng lời tuệ. Lời tuệ tức là cái trí tuệ bén nhạy đó. Mỗi người tự chứng lấy như sau. Vì không thể xảy ra cái việc một vị giáo thọ sư tu đạo mà người đồng trú và vị ấy lại từ bỏ được cấu uế, hay là người đồng trú được an lạc nhờ vị giáo thọ sư đắc quả, hoặc là chứng niết bàn nhờ vị thọ giáo thọ sư đã chứng. Bởi thế pháp này không thể được thấy như người ta thấy vật trang sức trên đầu người khác, mà chỉ được thấy trong từ tâm mình. Nghĩa là chỉ có người có trí kinh nghiệm, không phải lãnh vực của kẻ ngu. Lại nữa, pháp này khéo thuyết giảng vì nó thiết thực hiện tại. Nó thiết thực hiện tại vì nó vượt ngoài thời gian. Nó vượt ngoài thời gian vì nó mời ngoài sự thẩm sát. Và vì cái gì mời ngoài sự thẩm sát thì cái đó có tính cách hướng thường. Ở đây đó là 5-6 cái ấn đức này á, người ta giải thích là cái ấn đức thứ hai nó có được là vì nó có cái ấn đức trước. Ví dụ như khéo thuyết giảng là vì nó thiết thực hiện tại, mà nó thiết thực hiện tại là vì nó vượt ngoài thời gian đó, vân vân. Giải thích là theo cái này nó là cái nhân cái duyên cho cái kia. Thì đó là những cái cách giải thích ở trong trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Bây giờ đó mình sẽ đi vào cái bài ở trong Thực Tại Hiện Tiền đó, thì Hòa Thượng Viễn Minh đó cũng có giải thích về về 5-6 cái đặc tính này, mà cái cách giải thích đó thì nó đi vào kỹ hơn. Không biết quý vị có con thấy cái này không? Cái bắt đầu cái trang web này đó, phần cái trang này mà bắt đầu cái từ Sanditiko này, từ cái đoạn này đó là bắt đầu lấy từ trong cái sách Thực Tại Hiện Tiền của thầy Viễn Minh mà giải thích về 6 ấn đức pháp ha. Thì đầu tiên là cái từ Sanditiko. Sanditiko đó thì thầy giải thích đó, Sanditiko nghĩa là thấy ngay lập tức, thấy một cách toàn diện. Đi theo đi từ bởi vì giải thích từ cái ngữ căn sam có nghĩa là toàn bộ, lập tức hay toàn diện, với chữ dis có nghĩa là thấy hay là kiến. Như vậy thấy ngay lập tức, thấy một cách toàn diện, mà thấy cái gì? Thấy cái đang là cái thực tại hiện tiền hay là cái tịch diệt hiện tiền. Và cái tiếng Anh có mấy chữ tương đồng, đó là the truth, là chân lý, reality hay là thực tại, hay là what is being, là cái đang là. Vậy pháp là sự thật, là chân lý, là thực tại hiện tiền, là cái đang là. Thì như vậy cái nghĩa chữ pháp ở đấy nó rộng hơn nhiều. Trong Thanh Tịnh Đạo đó, quý vị thấy trong Thanh Tịnh Đạo á, thì người ta chỉ nói pháp theo hai nghĩa thôi, đó là hoặc là giáo lý kinh điển, hoặc là chính pháp siêu thể thôi. Vì họ nói rằng niệm ấn đức pháp là phải có hai nghĩa đó thôi, là pháp do Đức Phật thuyết giảng và pháp là chính pháp siêu thể. Nhưng mà ở đây đó thì thầy giảng rằng cái chữ Sanditiko được ấn đức pháp này, pháp này không phải là chỉ có nghĩa đó mà nghĩa rộng hơn. Pháp là sự thật, là chân lý, là thực tại hiện thiền tiền, là cái đang là, và cái đó nó cũng là pháp vậy. Nghĩa thứ hai là Akaliko đó, hồi nãy đó thì được dịch là vượt ngoài thời gian hay là không bị chậm trễ, và được giải thích là tức là pháp đó mà đào quả là đào, có đào là có quả ngay, không có bị chậm trễ. Còn trong pháp của thế gian là phải có thời gian, pháp bị thiền pháp của hiệp thể đó là cần có thời gian là mới cho quả ha. Còn bây giờ chữ Akaliko mà theo cách giảng của thầy á, đó là Akaliko tức là không có thời gian tâm lý. Thời gian ở đây là thời gian tâm lý đó, chứ không phải thời gian bình thường. Nghĩa là pháp sự thật, cái đáng là hay là cái thiết thực hiện tiền, hệ thấy là thấy ngay mà không có trải qua thời gian. Chúng ta lưu ý, pháp nào mà trải qua thời gian tâm lý thì đấy không phải là pháp thực,
không phải là pháp mà Đức Thế Tôn khai thị. Ví dụ tôi đang sân, thì cái sân ấy chính là pháp, vì nó là cái đang là, cái thực, cái chân lý. Quý vị đang sân đùng đùng, nhưng quý vị nghĩ là phải chi mình đừng có sân, hoặc là ta sẽ đừng sân, ta sẽ không sân. Tất cả những điều mình nghĩ ấy đều không phải là pháp, đều không phải là cái thực, vì hiện giờ nó không có, nó chỉ là ảo tưởng, trừ chỉnh cái tư thân, cái ý nghĩ đó thôi. Còn tất cả cái mà mình hướng tới đó thì nó không phải. Mà cái ý nghĩ ta phải sân thì cái ý nghĩ đó mới thì nó mới có thể gọi là pháp. Tôi đang bất an mà tôi bảo là tôi sẽ tu để được đắc định, để được niết bàn. Cái ấy xin thưa cũng thuộc về tương lai giả định, nên không phải là pháp, vì nó trải qua ý niệm thời gian rồi. Chỉnh cái không định, cái chưa niết bàn hiện tại đây thì mới chính là pháp, mới chính là cái thực. Cái này đó, cái văn của thực tài hiện tiên đó là văn nói, bởi vì bài này là thầy giảng ở chùa Hiền Thông năm 93 đó, rồi người ta viết lại đó, cho nên kỹ vì có cái đoạn mới trích ra là có là luôn không. À, khi thầy giảng thì nói là cái không định, cái không niết bàn đó mới chính là pháp, mới chính là cái thực, đó là luôn không. À, xin quý vị lưu ý, ngày mai, ngày kia tôi sẽ đạt, tôi sẽ thành. Điều là tiến trình thời gian, nhân quả, sanh diệt, khổ đau. Nó không phải là pháp. Đó là cái vọng tưởng nghĩ ra, chứ không phải là trí tuệ thực thấy, không phải là pháp mà Đức Thế Tôn khai thị. À, thì đó là cái nghĩa thời gian, cái chữ là Akaliko, tức là vượt ngoài thời gian, có nghĩa là không còn thời gian tâm lý nữa, thấy là thấy ngay. Và pháp như thế nào thì thấy nó như vậy, chứ không đang như thế này mà mình muốn nó như thế khác. Rồi ấn đức thứ ba, Ehipasiko đó, thì thầy giải thích thế này. Ehi là hãy đến đây, tức là hãy hồi đầu. Ehi nó đi ra từ động từ eti, là hãy đến đây. Và pasiko là thấy, nó đi ra từ động từ là passati. Chữ passati này là cũng đi trong cái danh từ vipassana đó ha. Động từ passati là thấy hay là quan sát. Đây là một mệnh lệnh, một lời mời gọi. Không phải ai mời cả, mà chính là pháp mời. Pháp từ phơi mở, công khai, sẵn sàng, mời đến để thấy, chứ không có bí mật gì cả. Đến không phải là bước tới, đi tới chỗ kia. Bởi vì cái chữ động từ chữ gam mà đi ra động từ gách cho tí đó, thì mới có nghĩa là đi tới. Còn á, mà đấy cái từ ehi có nghĩa là trở lại đây. À, tôi xin lấy ví dụ, tôi đang sân đùng đùng, tôi bèn nghĩ rằng vậy tôi sẽ tu hành cho hết sân. Thì đấy không phải là pháp. Vì nào nói tôi tu để cho hết sân, thì vì đó chưa thấy pháp vậy. Có người khác nói rằng tôi tu để một giây sau thôi tôi sẽ hết sân. Một giây cũng đã là thời gian thi thiệt rồi. Cái đó cũng không phải là pháp. Hãy trở lại đây, hay là hãy hồi đầu mà thấy chỉnh cái sân ấy. Mình lệnh của pháp là vậy. Ehi pasiko là vậy. Trở lại, quay trở lại mà thấy. Đó mới thật sự là pháp, là cái thực ấy mới chính là pháp do Đức Thế Tôn khai thị cho chúng sanh. Thiền Tôn có nói rằng trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Trực chỉ thì không thể là ngày mai, ngày kia, phải thế không? Chỉ thẳng vào tâm người cũng có nghĩa là chỉ ngay cái thực tài hiện tiền này, cái không có thời gian, cái thấy ngay lập tức. Hãy trở lại mà thấy cái ngay bây giờ đây, đó cũng chính là kiến tánh. Kiến ngay chỉnh cái tánh sân ấy. Trong Pali cái chữ Dittiko có chữ Dis là kiến, là thấy, và chữ Pasiko cũng là Dis, cũng đồng nghĩa với chữ kiến ở trong kiến tánh. Thiền Tông dùng chữ kiến tánh cũng nhằm chỉ cái pháp đang hiện tiền này, chứ không phải kiến cái gì ghê gớm ở đâu xa. Nếu kiến tánh là kiến một cái gì bên ngoài cái đang là, một thế giới siêu huyền nào, thì Thiền Tông sẽ bảo đấy là hướng ngoài cầu huyền. Và Lão Tử cũng bảo là địch trừ huyền lãm. Quý vị biết là khi mà vào ở trong mạng đấy, cái chữ huyền lãm á, mà họ đánh máy thành chữ huyền lâm. À, vì họ chưa hề đọc tiếng Hán, họ không hiểu chữ lãm và chữ lâm là gì. Đó, thành đó. Địch trừ huyền lãm, năng vô tì hồ. À, chữ lãm này á, là xem xét. Và chữ huyền là cái cao siêu, cái huyền bí á. À, thì địch trừ huyền lãm là phải bỏ trừ cái sự mà sẽ muốn xem xét cái mà huyền siêu huyền cao siêu huyền diệu đó. Thì ở đây ngài thầy giải thích đó, là địch trừ huyền lãm năng vô tỳ hồ, điều là muốn dẹp cái hướng ra bên ngoài,
phải trở lại mà thấy cái từ tánh muôn đời ngay tại đây và bây giờ. Hãy trở lại mà thấy, hãy hồi đầu thấy lại. Đấy là tiếng gọi muôn đời của Pháp. Đấy là lời thiết tha mời gọi, thôi thúc tất cả chúng ta. Đừng có rong ruổi tầm cầu, chạy đông tây nam bắc. Cực lạc, niết bàn, ngày mai, ngày kia, tôi sẽ, tôi trở thành vân vân, một cách si mê vô vọng nữa. Hãy trở lại mà thấy, đấy là tiếng vọng của Pháp còn vang mãi giữa chúng ta. À, thầy giải thích cái chữ mà Ehipasiko, quý vị thấy nó rất là hay. Quay trở lại thấy ngay trên cái thực tài thân tâm này. Đang sân thì cứ thấy sân, mà đang tham thấy tham, cho đừng có hưởng chạy lên niết bàn, cực lạc, phương Tây gì hết. À. Nghĩa thực, ấn đức thứ tư, Opanajiko. Xin lỗi thứ năm. Opanajiko nghĩa là dậm lên trên, dậm lên ngay trên chân lý thực tài. Opa trong Pali tương đồng với chữ upon trong tiếng Anh, có nghĩa là trên hay là lên trên. Còn chữ Najiko nó đi ra từ động từ Najati hay là Neti, là dẫn đến, hướng đến hay là sự sự. Vậy Opanajiko là dẫn lên trên, tức là đặt chân lên đúng thực địa. Phải dùng từ cụ thể như vậy để chúng ta thấy ra ngay cái gọi là dẫn lên trên thực tài chân lý này. Cho nên là quý vị thấy hai cái nghĩa dịch rất là khác nhau. Cái từ Opanajiko mà trong thanh tịnh đạo người ta dịch là hướng thượng, dẫn lên trên. Thì cái chữ dẫn lên trên, nhưng mà dẫn lên trên đâu? Cái đó mới là quan trọng. À, thì trong đó, đó thì người ta hiểu theo nghĩa là dẫn lên trên, tức là dẫn lên trên niết bàn, hướng tới niết bàn, an trụ ở đó. Nhưng mà ở đây thì thầy giải thích đó, dẫn lên trên thực tài chân lý này, dẫn lên trên cái thực tài, chứ không phải cái đang la này. Mình đừng có đi đâu xa, đừng có bay bổng mơ tưởng như cả, mà phải dậm lên trên cái thực tài này. À. Thiền tông có một thanh ngữ rất ư đắc địa để nói lên nghĩa này, đó là cước căn điểm địa. Chữ cước căn, cước á, cước là cái bàn chân. À, bàn chân của chúng ta phải chạm lên trên đất thực, nghĩa là đứng vững trên cái thực tài hiện tiền, trên cái what is being, cái đang là đó. Trên pháp nghĩa là sống tròn vẹn ngay nơi đương thể của sự sống. Vậy còn thế nào là cước căn bất điểm địa? Nghĩa là thực tài hiện tiền chúng ta không bước lên, mà chúng ta lại bước vào quá khứ, bước vào tương lai, bước vào tôi trở thành, vân vân. Vậy là sao? Vậy có nghĩa là tôi đang sân đây, lại không xử lý ngay trên đó, tức là Opanayati, mà tôi lại nói ngày mai tôi sẽ hết sân, ngày mốt tôi sẽ hết sân. Đó là dẫn ra ngoài thực địa, là trật đường ray rồi. Bước lên trên, xin lỗi, bước lên có nghĩa là sống, là chiêm nghiệm tròn vẹn và toàn bộ tính chất cái sân ấy. Chúng ta đã không chịu kiến tánh, kiến cái sân ấy, mà lại mong cầu trải qua thời gian để hết sân, để kiến một cái tánh lý tưởng hoặc để đắc quả vị. Ấy là cước căn bất điểm địa. Tôi đang phiền não nên mong cầu Bồ Đề, ấy cũng là cước căn bất điểm địa. Tôi là chúng sinh nên mong làm Bồ Tát, thì ấy cũng là cước căn bất điểm địa. Sao không ngay nơi chúng sinh ấy mà đồ đi, còn đời khi nào làm Bồ Tát nữa? Khi đang sân, ngay lúc đó chỉ có cái sân là thực. Quý vị cần tròn vẹn thấy rõ cái sân đó với toàn bộ tính chất của nó, ấy mới là kiến tánh, mới là cứ căn điểm địa. Nó chính là định, là tuệ. Chẳng có cái định hay tuệ nào tối thượng hơn. Pháp sân vốn đã nhiệm tri từ tánh sân, để cho mình kiến tánh, mà mình lại hướng ngoài cầu không sân. Cái từ mà nhiệm tri từ tánh sân đó, ở đây đó, cái từ nhiệm tri từ tánh này đó, là nó là người ta giải thích cái cụm từ tiếng Pali đó, là chữ tháp là chữ pháp đó, là chữ tham, mà chữ tham nó đi ra từ động từ căng là tharati, tức là mang, to bear. À, nó là mang thì dịch tiếng Hán người ta dịch là nhiệm tri. Nhiệm tri là gì? Tức là nó giữ gìn. Từ tánh là chữ sắp pháp á. Như vậy á, pháp là gì? Pháp là cái mà nó giữ được cái từ tánh của nó và khiến cho người ta nhìn vào biết rằng đó là vật gì. Ví dụ như cái từ tánh của trái me nó là chua, từ tánh của cái trái xoài nó là ngọt. À,
Trái xoài thì mình đừng nói trái xoài, bây giờ mình nói cái trái gì mà khi nào nó cũng ngọt á, là ví dụ như là trái trái gì mà khi nào mà nghĩ tới cái trái đó mình thấy nó ngọt liền là trái chuối ha. À, trái chuối thì không có cái nào nó chua hết, là từ khi mà nó bị úng quá ha. Thì á, là cái tư tánh của tâm tham là sự dính mắc, tư tánh của tâm sân là cái sự chối bỏ. Cho nên pháp sân nó vốn đã nhiệm tri từ tánh sân để cho mình kiến tánh, mà mình lại hướng ngoài cầu không sân. Nếu khi không sân thì sao? Thì ta xử sự ngay trên cái không sân ấy, đấy là kiến tánh, vì lúc đó pháp đang nhiệm tri từ tánh không sân. Vậy đây là tiến trình thời gian của luân hồi sanh tử. Ví dụ đang hiện tại mà mình hướng ngoài thì hoặc là hướng tới tương lai thì cũng giống như là đang sân mà mình mong cầu không sân. Thì pháp là cái thực mà mình lại muốn trở thành, mà cái mà muốn trở thành đó tức là cái phi pháp và cái không có thực. Chúng ta phải tức khắc thấy rõ cái tâm mong cầu ấy ở nơi trong chúng ta, vì chịu quản được cái tâm mong cầu ấy tức là phá được nhịp cầu sinh tử thời gian. Nếu không, muôn đời chúng ta chỉ thả mồi bắt bóng, bỏ cái thực mà đi tìm cái không thực, bỏ pháp mà đi tìm cái không phải pháp. Chúng ta không muốn đường đường chính chính mà đi, đi trong cái thực, bước trong cái thực, mà luôn luôn bước ra khỏi cái thực, bước ra khỏi pháp, giống như người ưa mơ mộng hay là chỉ thích mộng du. À, quý vị thấy cái đoạn mà thầy giải thích cái từ mà cái từ này nó quá hay ha, cái từ mà Upanayiko đó. Và bây giờ từ cuối cùng, Paccatang Veditabo Vinyuhi. Từ Paccatang có nghĩa là mỗi người, Veditabo là nên thể nghiệm, và Vinyuhi là bởi bậc trí hay là bậc có trí tuệ. Bồ Tát hay là bậc tự mình chiêm nghiệm cái đang là. Thì ba chữ cuối này tức là ba chữ Paccatang Veditabo Vinyuhi đó, ba chữ cuối này nó kết thúc cái đoạn kinh này, có nghĩa là mọi người hãy tự nhận chân, tự chứng nghiệm, hãy sống trọn vẹn với cái thực ấy ngay nơi sự sống đang là. Đó là nghĩa của chữ pháp, cái thực ở trong kinh Nguyên Thủy. À, thì đó là cái phần giải thích về ý nghĩa chữ pháp của thầy Viên Minh ở trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền. À, thì như vậy đó, mình đi qua hai phần là phần giải thích của Thanh Tịnh Đạo và phần giải thích của thầy. Bây giờ đó là phần kết luận ha. Là khi thiền giả suy nghiệm những đức tính đặc biệt của pháp như vậy, thì ngay lúc ấy tâm vị ấy không bị ám ảnh bởi tham dục, sân hận, si mê. Tâm vị ấy ngay lúc đó được ngay thẳng nhờ cảm hứng tư pháp, trích từ trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 3. Bởi vậy, khi hành giả đã chế ngự được những triền cái, thì những thiền chi khởi lên trong một sát na tâm. Nhưng do tính cách sâu xa của những đức tính đặc biệt của pháp, hoặc vì hành giả bằng tâm tưởng niệm nhiều đức tính đặc biệt thuộc nhiều loại, cho nên thiền vị ấy đạt được chỉ là cần hành định, không phải là an chỉ định. Khi một tỳ kheo chuyên tâm tưởng niệm pháp, vị ấy nghĩ: trong quá khứ ta chưa từng gặp một bậc thầy nào dạy một pháp hướng thượng như thế, có tài năng như thế, ta cũng không thấy một bậc thầy nào như Đức Thế Tôn. Vì thấy những đức đặc biệt của pháp như vậy, vì ấy tôn trọng, cung kính đấng đạo sư, tôn trọng pháp và đạt đến viên mãn về tín, vân vân. Vì ấy được nhiều hạnh phúc và hân hoan, vì ấy nhiếp phục được sợ hãi khủng bố, có khả năng nhận khổ, cảm thấy như thể đang sống bởi pháp hiện tiền. Và thân của hành giả khi an trụ trong sự niệm pháp trở thành vật đáng tôn trọng như một điện thờ. Tâm vị ấy hướng đến sự thành tựu pháp vô tỷ. Gặp phải cơ hội phàm giới, hành giả có ý thức tam quỷ mãnh liệt khi tưởng đến pháp. Và nếu hành giả không thâm nhập được cái gì cao siêu hơn, thì ít nhất cũng tiến đến một cõi an lạc. Người thực sự có trí thì thường xuyên tu tập sự tưởng niệm về pháp, tối thắng nhiều tiềm năng. À, như vậy là mình đã đi qua cái phần niệm pháp xong rồi. Thì hôm nay mình dừng lại ở phần niệm pháp thôi, và tiếp theo sẽ là phần thảo luận. À, phần niệm tăng thì mình sẽ để tuần sau. À, bây giờ sẽ là phần thảo luận, quý vị có câu hỏi hay là cái phần bình luận gì thì quý vị có thể test chat hoặc là quý vị đưa tay đặt câu hỏi nha.
Có thể là đưa tay đặt câu hỏi thì nó sẽ dễ hơn. Mời chị Trang. Trang Ngô. À xin lỗi, cô chưa mở cái quyền cho quý vị mở mic ra, xin lỗi nha, để cô phải tắt mở để mở mic. Dạ rồi, bây giờ quý vị có thể mở mic được rồi. Dạ thưa con, xin chào cô. Dạ thưa cô, con không có câu hỏi nào hết, nhưng mà hôm nay thì con rất là cảm kích vì con đã đọc cái quyển Thực Tài Hiền Tiên của thầy trước đây, nhưng mà con cũng hiểu và con cũng thấy hay, nhưng mà thực sự hôm nay qua lời giảng của cô thì con thật sự rất là hiểu sâu hơn rất là nhiều về các cái ân đức của Pháp. Như hôm nay cô giảng, con xin tri ân cô. Con Dạ. chỉ có mấy mấy lời. Dạ, sao chú. Dạ, tiếp theo mời Tấm Nguyễn. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ sư cô, con Dạ. xin kính chào đạo tràng. Thưa sư cô, con có câu hỏi về về niệm pháp. Ngài Buddhaghosa, ngài viết về cái bộ Thanh Tịnh Đạo, thì ngài viết về giới và định và tuệ. Thì con có thắc mắc như vậy, con không biết ngài viết rất là rõ, giống như là ngài đã giống như là một ngài bậc A-la-hán, tại sao mà trong những cái tầng tuệ ngài viết từ tầng tuệ thứ nhất cho đến tầng tuệ thứ 16 rất là liệt kê từng giai đoạn rất là hay. Thì con không biết trong kinh Đức Phật có nói, và con đọc những cái kinh đó, con không thấy nói về những cái tầng tuệ mà ngài Buddhaghosa viết, thì giống như là ngài giúp cho những người mà tu tập về thiền quán để họ biết họ đến 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 cái tầng tuệ nào, và khi họ được vào nhập lưu hay gì, những cái tầng tuệ đó. Thì con muốn hỏi là sư cô, có phải là ngài đã là một vị thánh không, sao mà ngài viết rõ và chi tiết như vậy rất là hay. Con muốn sư cô có trong những chú giải có nói về vấn đề đó không, sư xin sư cô giải thích cho con ạ. Dạ con xin kính chân sư cô ạ. Dạ. Về các cái loại tuệ đó thì ở trong bộ Patisamphidamagga cũng có nói là nó thuộc tiểu bộ kinh đó. Hoặc là trong các kinh đó, thì rải rác ở chỗ này chỗ kia, thì khi thì nói về tuệ này, khi thì nói về tuệ khác đó, thì cái công việc của ngài Buddhaghosa, của các nhà chú giải, hoặc là thậm chí ngay trong thời của Đức Phật đó, thì ngài Sariputta, ngài cũng là người mà gom lại tất cả các cái pháp tập trung vào một chỗ. Ví dụ như quý vị đọc cái bài kinh là Thập Thường hay là bài kinh Phụng Tùng ở trong Trường Bộ Kinh đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngài gom lại là hai pháp là gồm những pháp gì, rồi ba pháp là pháp gì, bốn pháp là pháp gì, từ tới 10 pháp vân vân đó. Thì ngài gom hết tất cả những cái bài kinh khắp nơi, là ngài lập theo cái thứ tự, cái chí pháp tuần từ như vậy. Thì ví dụ pháp á, nói về các loại tâm cũng vậy. Trong kinh á, thì rải rác chỗ này nói về tâm tham, chỗ kia nói về tâm sân, chỗ khác nói về tâm ngã mạn. Thì bây giờ ví dụ pháp là gom từ trong kinh lại và hệ thống hóa lại, liệt kê lại vô một chỗ, thành ra nó có một cái trật tự và hệ thống. Cho nên khi mà mình vào mình đọc mình cảm thấy mình rất là thích thú, bởi vì đọc một chỗ mà có đầy đủ cả. Còn khi mình đọc kinh á, cái tính chất của kinh là vì như vậy, vì Đức Phật gặp người này thì tùy căn cơ trình độ của họ mà ngài giảng cái bài này, ngài chỉ nói chừng đó chuyện thôi. Rồi ngài gặp người khác thì tùy theo cái căn cơ của họ, ngài nói một vài pháp cho họ thôi, không thể cùng một gặp cho mỗi người mà đều nói tất cả như vậy được. Nó thứ nhất là nó quá dài, thứ hai là nó không có phù hợp với căn cơ trình độ của người đó nữa. Cho nên trong kinh thì vì nói cho mỗi một đối tượng riêng biệt, cho nên ngài nói một cách ngắn gọn và đôi lúc đó là không cần liệt kê hết đầy đủ hết. Nhưng mà khi mà vào tao cái tàng ví dụ pháp á, là mục đích là gom hết tất cả, góp nhặt tất cả ở trong kinh, chỗ nào đã nói về các loại tâm, chỗ này chỗ kia thì gom lại hết, các loại tùy gom lại hết tâm ngã thành một chỗ. Và ngài ngài Buddhaghosa đó, ngài á, là một người tinh thông tam tạng, có thể nói là ngài thuộc lòng tam tạng rồi. Cho nên quý vị thấy khi mà mình đọc Thanh Tịnh Đạo đó, thời đó ngài viết á, là quý vị thấy chưa có máy vi tính, chưa có cái Google Search như bây giờ của mình. Vậy á, mà ngài nói tại đâu là ngài trích giảng kinh điển tại đó, ngài giải thích từ nguyên tại đó, bởi vì ngài vốn là một cái người mà rất là giỏi về ngôn ngữ. Rồi ngài là thinh tinh lầu thông tam tạng, cho nên ngài và ngài cũng làm cái công việc là ngài hệ thống lại, góp góp nhặt lại, hệ thống sắp xếp lại cho nó trật tự, nó đầy đủ. Thì không phải là cái sáng chế của ngài, mà của ngài chỉ góp nhặt từ trong kinh, trong các cái bộ kinh mà ra thôi. À.
Còn bây giờ hỏi của ngài có phải là một thánh bậc A là thánh A La Hán hay không đó, thì cái đó khó nói lắm. Bởi vì là một bậc A La Hán thì không bao giờ họ tự xưng họ là A La Hán cả. Bởi vì trong luật của tỳ kheo đó là có một cái luật là không khoe pháp của bậc thường nhân, không khoe pháp của bậc thường nhân. Cho nên là, nhưng mà về cái chuyện ngài đắc thành A La Hán hay không á thì mình không, để qua một bên đi, mình bây giờ mình nói về pháp học thôi. Bởi vì người đã viết sách thì thường là nói về pháp học, thì phải nói rằng về pháp học là ngài rất là tinh thông, ngài là tinh thông tam tạng kinh điển, và ngài là nhà chủ giải quan trọng nhất của trong Phật giáo. Tuy nhiên á, khi mình học á, quý vị nên nhớ một điều, đó là chủ giải nó cũng có cái mặt tốt và cũng có cái mặt hạn chế của nó. Mặt tốt của chủ giải đó là khi mình đọc kinh có những cái từ rất là khó, mình không hiểu ý nghĩa từ đó là gì. Bởi vì một từ đó lúc có nhiều nghĩa, vậy trong câu này từ đó có nghĩa là gì? Vậy thì các nhà chủ giải là sẽ giúp cho mình là xác định được từ đó nghĩa là gì. Từ đó có, ví dụ như từ đó có 5 nghĩa, nhưng mà trong câu này thì chỉ lấy cái nghĩa thứ ba hay lấy nghĩa thứ năm thôi. Cho nên nhờ vậy mình hiểu, mình đọc kinh mình cảm thấy dễ hiểu hơn. Tuy nhiên cái hạn chế cũng chính ở chỗ đó luôn. Hạn chế cũng chính ở chỗ là cái sự hạ cái người 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 chủ giải mà họ hiểu theo cái nghĩa hẹp, họ đã làm hẹp cái nghĩa này rồi thì người sau này cũng cứ hiểu theo cái nghĩa hẹp đó thôi, mà không có thể vượt ra khỏi cái nghĩa rộng lớn hơn được. Thì chỉ có một vài người sau này giống như là thầy Viên Minh á, thì mới có cái sự mạnh dạn là chủ giải khác khác với cái cách chủ giải của ngài Buddha Gosa. Và khi mình đọc mình thấy hai cách chủ giải khác nhau, và tuy là khác nhau nhưng mà nó không có chống trái nhau. Một cái thiên về là cái kinh điển về cái lý thuyết, và một cái là thiên về cái sự thực hành trong đời sống hàng ngày hơn, mà nó không có trái chống nhau. Cho nên là học học pháp thì kể mà các cái bạn chú giải thì đó là một cái phương tiện để cho mình hiểu hơn, nhưng mà mình đừng có quá là bị dính mắc, bị kẹt vào cái chú giải đó, mà mình phải có thêm cái đầu cái, mình có một cái đầu óc gọi là gì, tư duy phản biện hay là tư duy phê phán, để mình đọc mình thấy cái nào là đúng, cái nào là hay, và còn cái nào là chưa đúng hoặc là bị hạn chế. Rồi bây giờ có một số câu hỏi đã đánh máy, thì để xin đọc những câu hỏi đã được gửi lên ha. NST, xin cô nói rõ hơn về thấy mọi thứ như nó vốn là. Ý là thấy cái bên trong tâm mình hay là thấy cái bên ngoài, nó thế nào thì biết như thế đó, dựa trên trình độ hoàn cảnh của mỗi cá nhân. Thấy vậy mọi vật chứ cái nó như nó đang là đó, là mình thấy mọi sự ha, mà mình không có bị ảnh hưởng bởi cái định kiến, cái thành kiến hay là những cái kinh nghiệm ở trong quá khứ của mình, nó ảnh hưởng lên trên cái pháp đó. Ví dụ như quý vị thấy mình gặp một người nào mà lần đầu tiên thì thường là mình dễ thấy họ như họ đang là lắm, họ mà vì mình chưa biết gì về họ hết á, thì mình chỉ cái gì mình thấy rõ, mình thấy người đó là cao như vậy, trắng trẻo hay là đen, cao hay là thấp, mập hay là ốm, người đó nhanh nhẹn hay chậm chạp, người đó vui vẻ hay là buồn rầu, thì như vậy họ biểu hiện ra như thế nào thì mình chỉ thấy như vậy thôi. Và mình không có đánh giá, không có đánh giá là người này tốt hay xấu, họ sao thấy vậy, thấy như họ đang là. Nhưng mà bây giờ đó, sau khi mình ngồi mình nói chuyện với họ một buổi, mình rất là tâm đắc, mình thấy người này rất là uyên bác này, rất là tử tế, rất là lịch sự, rất là quan tâm, rồi họ còn giúp đỡ mình nữa, hoặc mình có một cái ấn tượng rất tốt với người đó. Vậy là sau này đó, khi nào mà có ai mà nói tới về người đó là mình, ô người đó rất là tốt, tốt vô cùng, thì như vậy là mình đã không còn thấy nó như Phật đang là nữa, mà nó đang bị xen bởi cái kinh nghiệm cá nhân của mình bên trong rồi. Hoặc là sau này khi mình gặp lại cái người đó, thì bây giờ đó là mình gặp người đó không phải chỉ là gặp cái người đó thôi, mà mình còn gặp luôn cả cái hình ảnh người đó trong quá khứ nữa. Mặc dù bây giờ có thể người đó đã thay đổi rồi, có thể người đó bây giờ không còn vui vẻ nữa, bây giờ người đó không còn nhanh nhẹn nữa, không còn tốt nữa, nhưng mà cái ấn tượng của mình người đó vẫn còn. Cho nên khi mà mình mới gặp lại họ đó, là mình cũng không có thấy họ như họ đang là nữa, mà mình thấy họ
là cái họ của quá khứ. À, còn bây giờ đó, cho nên mình mà muốn thấy họ như là đang là khi nào thấy như mới hết á. Cho nên có cái câu tiếng Hán là nhật tăng hữu, nhật tăng mỗi ngày mỗi ngày mỗi mới, lại một ngày mới. À, cái gì đối với mình là phải mới mẻ cả. Cho nên người ta mới cứ dùng từ, có cái câu mình là ôi hài nhi, ôi ngạc nhiên đó. Là con nít đó, nó thấy cái gì nó không thấy mới mẻ, cái gì nó ngạc nhiên cả. Thì cái tâm đó là cái tâm nó rất gần về đạo. Còn bình thường á, mà mình thấy các pháp á, mình hay bị chụp lên bởi cái kinh nghiệm của quá khứ của cá nhân mình, và mình đã pha màu qua cái nhìn của mình, cho nên mình không có thể thấy đúng cái bản chất của cái pháp đó nữa. À, cộng thêm về cái hoạt động thì ở đây là, và không phải cả bên trong mà là cả bên ngoài luôn ha, cả bên trong cũng vậy, cả bên trong mình á, mà mình hay thiên vị cho mình lắm. À, ví dụ như là mình đang sân với ai đó, nhưng mà mình cứ biện thờ đó, mình nói ồ, bởi vì người đó như vậy thì mình phải như vậy thôi, còn không là người ta sẽ lẫn lướt, người ta là cứ mình mà hiền quá người ta sẽ lẫn lướt, cho nên là mình phải cãi lại, mình phải lớn tiếng như vậy để mình tự bảo vệ. À, thì cái cách đó là cái cách mà mình nhìn thực tài, nhưng mà chỉ qua cái lăng kính là phải bảo vệ, phải tự biện minh. À, còn không thì mình thân sân thì mình thấy sân thôi, chứ đừng có giải thích vì sao tôi sân là gì hết đó. Cứ thấy trang thái sân như nó đang là ha. Dạ rồi, thì đó là trả lời câu hỏi cho NST. Và tiếp theo đó thì thấy có câu của Minh Nguyễn. Thưa cô, con rất hoan hỷ với bài pháp sáng nay. Sau khi nghe cô giảng, con có đúc kết về pháp hành có hai phần là sống chánh niệm, thấy pháp và thuần pháp bên ngoài. Sống chánh niệm bên trong để thấy pháp ngay trong hiện tại. Sống chánh niệm thì trong hoàn cảnh nào cũng chỉ cần thấy pháp trong hiện tại, dù là kết quả thuần hay nghịch không quan trọng. Trong khi đó, có phần khác là khi nghe pháp thì pháp có quy luật như là nhân quả vân vân. Mà khi nghe được pháp như hiểu về bố thí, trì giới thì càng hiểu về quy luật và sống thuần pháp. À, dạ, thì đó là cái phần bình luận chứ không phải câu hỏi của Minh Nguyễn. Dạ, thì cũng đúng như vậy đó, tức là mình sống chánh niệm thấy pháp, và mình bên trong thì mình sống chánh niệm để thấy pháp, và bên ngoài thì mình sống thuần pháp. Cái từ mà tùy duyên thuần pháp á, làm cái từ rất là hay, bởi vì nếu tùy duyên mà không thuần pháp là không có được, tùy duyên phải đi về thuần pháp. À, còn không mà tùy duyên, mình nói chỉ tùy duyên là một thành trở thành tùy tiền đó, tùy duyên mà không thuần pháp là thành tùy tiền. Ví dụ như là hôm nay là đáng lẽ đó là mình đã phải ở nhà, là mình đã hẹn có người tới nhà để mà mình cùng nhau là làm một cái công việc gì đó, ví dụ như mình cùng may khẩu trang để đi làm từ thiện, rồi là hoặc là mình cùng hẹn nhau tới để nghe, cùng nghe pháp, cùng thảo luận mà mình đã hẹn mọi người tới rồi, thì tự nhiên có người rủ mình á, mình đã hẹn ngày mai mọi người làm vậy, có người rủ sang ngày mai đi chơi ở chỗ đó, rồi có cái chỗ trung tâm mới mở rất là hay, ngày mai có sale rồi này kia, ham vui quá nó cho đi. Thì bây giờ tùy duyên thôi, mình định đi bên kia rủ hay quá thì mình tùy duyên mình đi bên kia. À, vậy thì tùy duyên là nó không có thuần pháp. À, trong khi là cái việc mà cần làm đó là mình đã hẹn, mình đã sắp đặt, mình đã hứa với mọi người rồi, thì cái chuyện đó là chuyện cần làm, mà nó lời mình lời người nữa. Còn bây giờ đó mình ham vui mà mình bỏ cái chuyện làm từ thiện, mình bỏ cái lời hẹn của mọi người khác, thì như vậy đó, đó là không có đúng, thì gọi là không có thuần pháp. À, cho nên là cái chuyện đó là gọi là tùy duyên, có thể gọi là tùy duyên, mà cái duyên đó là gì? Cái duyên người ta rủ mình đi chơi cũng là duyên. À, mà cái chuyện mình ở nhà, cái duyên để cho mình ở nhà cũng là duyên, mà cái duyên nào đúng, cái duyên nào là duyên thuần, và duyên nào là duyên nghịch, cái duyên nào nó là lời mình lời người, mà duyên nào nó là hại mình hại người. À, thì cái đó mình cần phải có cái sự phân biệt rõ ràng. Rồi, để coi có ai đưa tay nữa không? Quý vị có ai đặt câu hỏi nữa? Trong room thì hiện giờ là chỉ có câu bình luận thôi, chứ có câu hỏi. À, nếu ai muốn hỏi hay thảo luận cũng được, thì xin mời quý vị đưa tay hoặc là đánh máy lên nha. À, mời chủ tâm Nguyễn. Dạ, con kính trả lời sư cô. Thưa sư cô, con có một câu hỏi ngoài cái bài hôm nay, nếu mà nhưng mà về vi diệu pháp hơn, ý là con nói về cái vụ mà người phàm nếu mà họ chứng đắc sơ thiền, thì khi họ chứng mà khi họ mạng quải chung á,
thì cái tâm quả, cái quả tục sinh đó là cái tâm quả sơ thiền, là hỏi về cái cảnh giới phạm thiên của cái tâm quả đó. Và con muốn hỏi sư cô là cái gì mà khi mà họ tục sinh bằng cái tâm quả sơ thiền ở trên phạm thiên á, thì khi cái tuổi hết tuổi thọ đó thì họ sẽ theo cái nghiệp của cái vị đó. Nhưng mà con, ý con muốn hỏi là nếu mà trong khi họ trong ở cái phạm thiên, cái sơ thiền tâm quả trên đó, đó họ có thể tu tập tu tiến lên nhị thiền không sư cô? Có thể tu tập tiến lên là họ trên đó họ tu tập để họ không có thể đi xuống mà họ có thể tu tiến hơn. Là con, cái ý là con nói là cái này là người phàm phu chứ không phải là người người thánh, là người phàm phu mà tu tập ở cái cõi này mà họ chứng trước khi thăng hoài mạng chung đó, là họ đắc quả, là họ chết đi là họ tục sinh lên đó. Là xin sư cô hiểu ý con không? Dạ, dạ con muốn sư cô giải thích cho con về vấn đề đó. Dạ chắc cái này đó thì sư cô phải nghiên cứu lại cái đã, bởi vì cái này vô trong cái phần các cái quả trời đó, thật ra là sư cô ít nghiên cứu về quả trời lắm. Cho nên bây giờ đó nói về các cái quả đó họ tu tập như thế nào á, họ có tắt lên tầng thiên khác hay không đó, mình muốn nói là mình phải quay lại bài cái thứ cái chỗ nó kinh sách nào nói nói như thế nào, chứ còn mình không thể nói theo cái suy nghĩ của mình được. Cho nên bây giờ nếu như nói là cái đoạn kinh nào mà đã nói như vậy thì sư cô không có nhớ tới cái, chứ thầy cái đoạn kinh nào nói như vậy hết á. Cho nên là để hàng chủ tâm để sư cô đã tìm hiểu tuần này để tìm hiểu cái thứ có cái đoạn kinh nào nói về cái chuyện là từ cảnh giới từ sơ thiền rồi người ta tu tập để lăng tăng lên tới cái cảnh thiền cao hơn hay không, và từ kinh nào nói và nói như thế nào đó thì chắc là để sẽ có tìm tư liệu rồi đó. Chứ còn mình chưa, hiện giờ thì chưa nhớ ra tài liệu nào nói và cũng chưa có đọc qua, cho nên là chưa có trả lời câu hỏi này được nha. Dạ con cảm ơn sư cô ạ. Dạ dạ cảm ơn chú. Bây giờ có thêm một cái câu hỏi nữa của chú Quân là xin sư cô cho ý kiến về sư Achancha có được không ạ? Về các bài pháp của ngài, con nghe có nghe qua và thấy rất an lạc khi nghe qua các bài pháp của ngài. Dạ thì sư cô cũng là fan của ngài Achancha, phải nói rằng là trong các thiền sư là mình thích nhất là ngài Achancha. Bởi vì cái cách giảng của ngài rất là giản dị, rất là đơn giản mà lại rất là sâu sắc. Những cái hình ảnh ví dụ dễ hiểu mà rất là mà ý nghĩa thì rất là sâu xa vi tế. Và cái pháp hành của ngài đó cũng vậy, ngài nói là mình cái gì cũng không đi ra ngoài cái tâm của mình cả. Có cái câu của ngài nói là cái cuốn sách mà đáng đọc nhất chính là tâm của mình. Rồi ví dụ như cô có đọc cái ví dụ như ngài nói về cái chuyện là người ta mà phê bình mình đó, người ta nói xấu mình đó, còn cái bài sư cô dịch đó, trong đó đưa cái ví dụ ngài Achancha ngài nói đó là nếu như ai có chửi mình là đồ ngu như chó thì bây giờ đó mình cứ quay lưng lại, mình quay mình có cái đuôi không? Nếu như mà mình có cái đuôi thì người ta nói mình con chó là phải rồi, còn nếu như mình không có cái đuôi thì người ta nói ai chứ đâu phải nói mình đâu, thì có gì đâu mà giận. Thì trong cái trường hợp người ta nói đúng thì đâu cần phải giận, mà người ta nói sai cũng đâu có phải giận. Thì quý vị thấy là ngài đưa cái ví dụ đó rất là gần gũi, nhưng mà lại nói lên một cái bài học rất là sâu sắc về cái phản ứng của mình với lời khen từng chê. Cái cách dạy của ngài đối với các vị học trò rất là hay. Quý vị thấy là ngài là một cái người nông dân, chỉ học hết cấp 1 thôi, rồi sau đó ngài vào trong rừng ngài tu. Ngài không có học tiếng Anh gì hết á, nhưng mà khi ngài tu và ngài có một cái đời sống phàm hành. Có một cái câu chuyện mà ngài nói nữa mà sư cô cũng rất là tâm đắc nữa đó, là ngài nói là mỗi lần mà tới ngày sinh nhật của ngài đó thì ngài nhìn ăn nguyên cả ngày đó, thầy đã không có tổ chức tiệc tùng gì hết rồi mà ngài còn nhìn ăn nữa. Lý do đó là ngài nhìn ăn để cho ngài cảm thấy đói, thấy mệt, thấy khó chịu, để ngài nhớ lại và ngài cảm thông với mẹ ngài trong cái ngày hôm đó là đau đớn như thế nào mà để sinh ra ngài. Quý vị thấy một câu chuyện như vậy rất là nhỏ, nhưng mà nó là một cái bài học cho mình về cái sự hiểu hành và về cái ý nghĩa của cách nên tổ chức sinh nhật ra làm sao. Hoặc là một cái câu khác mà ngài nói đó, là ngài nói là mình đừng có đi theo cái ý thích của mình, đừng gọi là cái gì thích thì làm, không nên như vậy. Ngay bản thân ngài dạy cho ngài, ngài tự dạy cho ngài là ngài ở trong rừng, mà hôm nào cái tâm của ngài khởi lên là muốn đi thành phố quá,
muốn đi ra về phố chơi quá. Thì những lúc mà khởi lên mà muốn đi vào thành phố như vậy thì Ngài sẽ không đi. Bởi vì đi là đi theo cái tâm tham của mình đó. Còn chỉ chờ tới khi nào, cái ngày nào mà Ngài không có tham đi thành phố gì nữa hết, không có cái mong muốn đi thành phố gì hết, thì khi đó Ngài mới đi thành phố. Vì thấy ông chỉ câu chuyện nhỏ xíu vậy thôi đó, mà mình học được một cái bài học rất là lớn. Cho nên sau này cái gì mà mình thích làm á, đừng có làm. Vì mình làm là mình chạy theo cái tâm tham của mình. Khi nào mà thích đi uống cà phê thì không, đừng đi uống cà phê, đó là cái tâm tham, làm việc khác. Đó là mình dạy mình đó. Xin cảm ơn sư Nisha. Dạ, cho nên là cô cũng rất là tâm đắc Ngài Achancha. Ngài dạy rất là hay, rất là dễ hiểu. Câu hỏi tiếp theo của NST. Khi đắc các tầng thiền định thì có phải là tồn tại mãi không? Hay chỉ đạt được lúc hành thiền định? Còn xả thiền thì các tầng thiền định không tồn tại. Và muốn đạt được các tầng thiền thì phải hành thiền lại. Dạ đúng rồi, khi mà đắc, khi mình đang còn ở quả dục giới này ha, đang còn ở quả người đó, thì khi mình đắc thiền định á, đắc các tầng thiền thì nó không phải là tồn tại mãi, mà nó một khoảng thời gian nhất định thôi, từ vài giờ cho tới vài ngày, tối đa là vài ngày thôi. Cũng thậm chí không được vài tháng. Đố quý vị vì sao? Là bởi vì mình còn là cái thân xác này, mình cần phải ăn, mình cần phải ngủ, phải nghỉ. Cho nên là khi người mà nhập thiền cao nhất là 7 ngày, thì trong 7 ngày đó họ không ngủ, họ không ăn, họ không uống, họ không đi đại tiểu thiền luôn. Thì là khi đó họ sống là có nhờ sự hỷ lạc của thiền mà thôi. Tuy nhiên là cơ thể của mình thì nó cũng có tới cái mức độ nào đó, vì nó theo sinh lý thì nó vẫn theo cái sự vận hành của cơ thể người, thì nó cũng không trải tự nhiên được lâu. Cho nên là khi một người mà đắc các tầng thiền thì vào nhập định á, thì tối đa là khoảng 7 ngày thôi. Và sau đó thì phải xả thiền. Và khi mà xả thiền thì trở lại tâm dục giới. Và khi họ muốn vào tầng thiền lại thì họ lại nhập thiền lại. Và đối với các vị mà đã thuần thục rồi đó, thì họ muốn nhập thiền hay là xuất thiền giờ nào cũng được, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Có câu hỏi của Khánh là vậy mình nên phân loại cái thích nào mình nên theo đuổi và cái thích nào không nên. Ở trong hôm trước mình học vài chữ dục đó, quý vị mình nhớ là mình có phân ra là ba loại dục ha, đó là tác dục, rồi tham dục và pháp dục ha. Tác dục là những cái ý muốn làm, thì cái tác dục này đó, nó có hai loại tác dục. Một tác dục của người bình thường, ví dụ như đói thì cần phải ăn, mệt thì cần phải ngủ, khát nước thì cần phải uống. Thì như vậy là cái tác dục đó là những cái nhu cầu tự nhiên của cơ thể thôi. Nhưng mà từ tác dục này mà nếu như mình không có khéo thì nó sẽ trở thành tham dục. Tức là đói thì ăn, nhưng mà đây ăn không phải ăn thôi mà phải ăn ngon. Mệt thì ngủ, mà không phải ngủ mà phải ngủ khách sạn 5 sao. Thì như vậy nó trở từ tác dục trở thành tham dục. Còn lại cái thứ ba gọi là pháp dục á, tức là mong muốn là liên quan tới pháp, tức là muốn được nghe pháp, muốn được hành thiền, muốn được làm các cái thiền sự. Thì tí nó cũng là muốn ha, nhưng mà muốn này đó thì nó là tâm thiền. Cho nên hôm nay hôm trước mình có nói đó, dục á, là một cái tâm sở trung tĩnh. Nếu như nó đi với tâm thiền thì nó trở thành thiền, nó đi với tâm bất thiền thì nó trở thành bất thiền. Ví dụ như là mình hôm nay sáng thứ bảy, quý vị biết rằng là sáng hôm nay mình có lớp, cho nên là mình sắp xếp, mình muốn được học, cho nên mình sắp xếp mọi công việc để mình vào lớp mình học. Thì cái việc mà muốn vào lớp học đó chính là pháp dục. Nó không phải là muốn chạy theo tham ái, muốn được thụ hưởng, mà muốn, bởi vì mình biết rằng trong cái giờ mình học đó là giờ mình có thiền pháp, mình được tăng trưởng trí tuệ, mình được tăng trưởng niềm tin, mình được tăng trưởng cái sự tinh tấn. Thì cái muốn đó mặc dù nó vẫn là tham muốn, nhưng nó là thiền. Thì cái đó mình có thể là mình không có dừng lại. Tuy là cái này mình nghe nó có vẻ như là nó có bản ngã xen vào, là còn phân loại cái thích nào, cái thích tốt, cái nào không tốt, cái nào nên, cái nào không nên. Còn nếu như mình nói theo rốt ráo đó thì là nói như thế nào thì mình thấy như vậy. Tuy nhiên đó, quý vị thấy rằng là mình sống ở trong cuộc đời đó thì không phải khi nào mà mình cũng là cứ thấy, có khi mình nói thấy chỉ thấy thôi, thì nói như mà cái thấy thì thấy thôi, mà nói một cách chung chung như vậy thì cũng rất là khó. Nhưng mà thấy rồi thì cái chánh kiến á, nó được phân biệt á, cái đúng và cái sai, cái tốt cái xấu,
chánh kiến là cái bất việc bất biệt, cái nào là thiền, cái nào là bất thiền. Thì cái mà mình biết nó là bất thiền thì nó sẽ mất, bởi vì thiền thì nó không ở chung được với chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu bản thân cái đó là thiền thì khi mình thấy nó sẽ không biến mất, mà nó vẫn tiếp tục song hành với cái trí tuệ thôi. Thì nghe có vẻ như là nó có cái bản ngã xen vào, nhưng cái nguyên tắc thì nó cũng là vậy thôi. Tức là mình phải thấy cho rõ các cái tâm niệm của mình rồi mình hành động tùy theo đó. Dạ, mô Phật Ni Sư ơi, cho con xin hỏi hả? Dạ. Dạ, kính thưa Ni Sư. Dạ, kính thưa Ni Sư. Ví dụ như là trong một cái thiện pháp đó, nó trị giá là 10 triệu đi. Cái khả năng của con là có thể là mình gom hết, mình ôm hết 10 triệu đó. Nhưng mà vì lòng mình thương tưởng, mình muốn cho mọi người xung quanh họ có phước giống như mình. Thế là con chia cho mọi người được hùng phước. Họ hùng đến độ mà khi mà con còn lại còn có 10 ngàn hoặc 50 ngàn thôi. Thì cái phước đó nó sẽ ra sao và con còn lại cái gì? Và nó, ví dụ như cái khả năng của mình có mà mình không phải là mình keo kiệt, mình không muốn là để mọi người khác hùng với mình, để mình giảm đi cái số tiền, nhưng mà vì lòng thương tưởng tới người khác mình cho họ hùng vào. Bây giờ họ hùng mình còn có 50.000 thôi, thì cái phước con nó làm sao nữa? Yeah. Câu hỏi này cô thấy cũng hay, bởi vì nhiều khi cô làm cô bị giống chị Chi vậy đó nha. Hồi đó là cô cũng vậy đó, nhiều khi cô kêu phước, mình kêu phước xong rồi đó, thậm chí là không những là mà con mình mấy chục ngàn mà nhiều khi là con dư, con hơn cả cái số mà mình kêu gọi nữa đó. Ví dụ như là năm ngoái mà sư cô kêu gọi động dương động góp để biểu sách cho các em học sinh nghèo ở bên Vesali Ấn Độ đó, thì hồi đó mình xin là 2.000 bộ sách là trị giá là có nhiều một bộ sách là 125.000, thì 2.000 bộ đó tức là khoảng 250 triệu. Nhưng mà cuối cùng là cái số tiền mình xin được nó lên tới 350 triệu, nói 320 triệu thì phải, nó dư tới là 780 triệu gì đó. Thì khi đó là sư cô tới thăm sư bà là nói rằng bây giờ là cái số tiền này nó dư đó, thì chuyện qua là lấy cái tiền đó đó là mình cho sách vở xong rồi, thì cái số tiền còn lại là phù với sư ba để trả tiền lương cho giáo viên. Thì trong cái trường hợp mà mình có đóng, và trong trường hợp đó đó mình đóng ít cũng không có sao, bởi vì cái tâm của mình là cái tâm là đóng góp chứ không phải cái tâm kéo kiệt. Và hơn nữa, không những là tâm đóng góp mà còn cái tâm tư bên trong là mong muốn cho bạn bè mình cũng có cơ hội đóng góp. Thì có hai cách. Thì một là mình thấy là mình ít quá thì mình đóng thêm vào, làm cho nó tốt hơn. Còn nếu như không thể thêm vào được nữa thì mình giữ cái tiền đó lại và để mình làm cho có việc khác. Thì cái phước của mình nó không hề giảm chút nào hết á. Bởi vì quý vị nên nhớ đó là phước nó tỷ lệ thuần với cái tâm, chứ nó không phải tỷ lệ thuần với cái vật chất đâu. Có người cũng rất là nhiều nhưng mà phước thì rất là ít, bởi vì cái tâm người ta bỏ vào không có nhiều. Ví dụ như một cái nhà tỷ phú mà người ta ký một cái check cho 100 triệu đó, ký kề veo không cần suy nghĩ gì cả. Thì so với một cái người mà làm thờ hồ mà lương của tháng, một tháng của họ là chỉ có là 10 triệu thôi, mà họ mà cũng dương chỉ có là 5 triệu, thì quý vị thấy thì cái 5 triệu đó mà so với 100 triệu của ông tỷ phú, cái nào, cái phước bên nào nhiều hơn? Thì chắc chắn cái phước của ông thờ hô nhiều hơn là phước của ông tỷ phú rồi đó, mặc dù cái tiền của ông tỷ phú đặt bỏ ra là nhiều hơn. Cho nên á, cái phước của mình là nó tỷ lệ thuần với cái tâm của mình. Nếu cái tâm của mình nó không những là vừa là muốn giúp cho cái thiền pháp là thành tựu, mà tâm của mình là còn muốn cho các cái bạn đạo của mình cũng có cái cơ hội để mà lăn phước nữa, thì cái phước của chị nó không có giảm. Phước nó không có giảm. Dạ kính cô, nó còn có một cái trường hợp thứ hai. Hội đã có một cái pháp, nó trị giá là 5.000 đô. Thì con lúc đó thì con lại tác ý là con nghĩ rằng là có những người không có khả năng bỏ tiền ra để làm phước, những người bạn bè cũng như những người thân, thế mà bỏ ra 50-100 đô họ sẽ rất là khó khăn. Cho nên thế là con mới phát tâm là con kêu từng người vậy, là trong 5.000 đô con cho người này 100, 200, 500, 300, con cho từng người cho hết như vậy. Như vậy thì là cái cho đó của mình, mặc dù mình đã bỏ trước 5.000 vào trong cái thiện pháp đó rồi, nhưng mà mình vẫn cho 10.000 người kia cho hết sạch bách luôn, không còn đồng nào. Như vậy thì cái phước đó mình đâu có hưởng gì trong đó, đúng không cô? Tại vì cái mình cho người ta hết rồi, mình cho họ để họ hung vô trong cái thiện pháp đó đó hả? Dạ đúng rồi.
Dạ. Nếu vậy thì chị không mất, chị vẫn có nguyên cái phước 5.000 đô, nhưng mà người kia họ là cũng có cái phước để họ cúng dường nữa, chứ chị đâu có mất đâu nha. Bởi vì cái số tiền chị vẫn bỏ ra 5.000 vẫn là vô cái thiền sư đó, là như vậy chị không mất mà chị được con cộng thêm. Là bây giờ chị vừa có cái phước làm thiền sư, mà chị lại vừa có phước là tạo duyên cho người khác làm thiền sư nữa, rồi người kia cũng có phước nữa. Thành ra cái cách làm đó của mình, nhưng mà quan trọng nha, quan trọng là cái người mà được mình cho đó, họ phải thật sự hoan hỷ, họ rất là vui, bởi vì người họ là họ hiểu rằng này, cái tiền này là người chị đã chị cho mình, mà thay vì cái tiền này đó mình không có phước được là không được làm, mà có người cho mình để mình được làm, thì khi họ cho mình tức là tài sản của mình rồi. Và bây giờ mình lấy cái tài sản của mình mà mình đi làm phước, thì nếu như họ tư duy như vậy thì họ mới có phước. Còn có nhiều người đó, khi mà chị cho họ, mà chị nói cho để làm phước á, họ cầm họ nói chơi, cho ông cho tôi mà cho tôi làm phước như không, thì tôi đưa vô tuổi này ra tuổi kia như không, thì người đó họ không có phước chút nào cả. Nhưng mà chị vẫn có phước, chị vẫn có hai phước. Phước thứ nhất là phước làm cái thiền sư đó, và phước thứ hai là mình cho người kia. Còn cái bản thân người kia thì với cái tác tư duy như vậy thì họ không có chút phước nào hết á. Nhưng nếu như họ hoan hỷ với cái phước đó thì họ vẫn có phước. Cho nên cái cách mà chị làm đó vẫn có phước tròn vẹn, chứ không phải là mất bớt hay là thiếu đi, mà thậm chí là không những tròn vẹn mà mình còn được thêm nữa, là cái phước là giúp người khác làm phước nữa. A Di Đà Phật, thưa cô, cho con hỏi bổ sung, tức là thí dụ như chị chỉ cho cái người đó để cúng dường, nhưng mà người đó không biết, thưa sư cô. Mình nếu họ không biết á, thì cái việc làm mình nó không có ý nghĩa lắm đâu. Mình chỉ cho mà là khi người đó họ biết. Ví dụ như có nhiều người Phật tử đó, cũng thấy vậy đó, họ đi lên chùa, mà giống như bà chị của cô này, cô có bà chị đó, là mỗi lần mà đi lên chùa làm phước mà cúng dường cái gì là hay ghi tên của cả ông cầu em, là có ông có cái cầu là cầu không có đi làm ra tiền, cho nên mỗi lần chị đến làm phước cúng chùa đó, chị hay ghi tên cầu Hưng nữa vô cho cầu. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu như ghi tên đó mà cầu Hưng mà cầu có biết thì cầu mới hoan hỷ, cầu mới có phước. Còn mà mình có phát tâm ghi cho người đó, nhưng mà thật sự người đó họ không hề tác ý, họ không biết tới, thì cái người đó cũng không có phước bao nhiêu đâu. Tuy nhiên cái người mà tác ý đó, thì cái tác ý của họ rất là tốt, thì họ vẫn có phước đó. Là không những họ làm phước cái phước thiền sư đối với công việc cúng dương đó, mà họ có thêm cái tâm tư đối với người anh, người em, người ba con của mình nữa, hướng tới họ nữa, thì cái tâm của phước của họ rất là tốt. Có 2-3 loại phước cộng lại. Tuy nhiên mình làm sao để cho mình biết cái người kia biết rằng là mình đang giúp cho họ, để họ có điều kiện họ làm phước. Và nếu như mà họ hoan hỷ về cái phước đó, thì khi đã họ mới có phước được. Cô, ví dụ như dạ đó, chị nói trước đi. Chị nói trước đi. Dạ, kính thưa cô, chẳng hạn giống như là mình thay mình biết người nào đó họ đang làm phước, mình biết. Ví dụ như con cũng hay thường xuyên, ví dụ những chị em trong bàn đạo họ hay làm phước á, con nói chị A chị B gì đó, chị ơi chị có thể cho em phần phước đó hay không, để cho nó sai phước cho xuống, chia phước cho chi đó. Thì lúc đó tâm con rất là hoan hỷ, thì cái phước đó thì con cũng nhận được, đúng không cô? Thế cả đó chị gọi phước, con là phước tuy hỷ công đức đó. Dạ. Yeah. Mình nhớ 5 cái loại nhân sanh phước, 9 loại, 10 loại nhân sanh phước, thì trong đó là có chia phước và tuy hỷ phước. Cái chị kia đó chị làm xong rồi mà chị chia phước cái chị thì chị đã có thêm cái phước nữa, là phước chia phước hoặc là hồi hưởng phước đó. Còn chị chi mà tùy hỷ với người ta thì mặc dù mình không bỏ tiền ra, nhưng mà mình tùy hỷ công đức, thì khi đó mình cũng có cái phước gọi là phước tùy hỷ. Và thậm chí đó ha, cái thời mà ông cấp cô độc mà ông dân cái tình xã kỳ viếng đó, thì là những cái người xung quanh đừng mà chỉ tùy hỷ công đức thôi mà cũng được sanh lên quả trời đó. Dạ, kính thưa sư, sao con thắc mắc cái chỗ cái điểm này nữa, là tại sao cái ông vua trời sắt cá đó, ông giàu như vậy, ông là thiên chủ mà ông là chứng quả sơ quả rồi, mà ông đi danh phước cái người nghèo, ông thì xuống ông giả làm người nghèo để ông đặt bát ngài cá sơ bát. Còn cộng thêm là có những cái trong con coi ấy, cũng như có những cái vị như giờ giữa vị vua và một cái vị trưởng giả, hai vị mà giành nhau mà đến độ mà rủa nhau là không có củi để mà đốt đó, thì sau này cái vị đó như vậy, mà trong cái đó ông vua ông cũng đã sơ quả rồi, mà tại sao ông lại cấm người dân bán củi cho cái ông trưởng giả để mà ông phải chẻ chiên đàn, ông chẻ gỗ quý ra ông đốt luôn. Như vậy thì trong cái kinh con thấy rằng các bậc sơ quả rồi, giàu có như vậy rồi, tại sao còn giành giật như vậy nữa?
Bởi vì chị nên nhớ là sơ quả là mới diệt được ba kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, mà họ chưa có diệt được dục ái và sân, và năm cái thường phân kiết sử cũng chưa diệt. Cho nên là dù là chủ là quả vua trời đi nữa đó mà dục ái vẫn rất là nhiều, tham rất là nhiều. À, đúng chưa? Chứ họ đã được dục ái, đã chưa được dục ái đâu. Họ cũng cần phước hả thưa cô? Đã họ là tới sơ quả rồi còn cần phước sao? Đúng rồi, và con tham phước lắm. Dạ. Dạ rồi, tiếp theo mời chị Thu Hà. Dạ, con kính này lễ sư cô. À, chị Xuân. Sư cô. À, chị Hà. Hôm nay con nghe pháp con hoan hỉ lắm sư cô. À. Và con xin hỏi sư cô một câu hỏi trong pháp hành nhé ạ. À, con thì con rất là hay nghe thầy Viên Minh và ngài Chan Cha. Thế nên là con cũng rất là tâm đắc cái câu của ngài Chan Cha ấy, là mình là một cuốn kinh ấy, và mình phải khám phá chính mình và vi diệu pháp cũng ngay trong chính mình ấy. Thế nên là nhiều ngày xưa thì con rất là hay thích đọc, thích học nhiều, nhưng mà từ khi con nghe các ngài, thực sự là bây giờ con hình như là con cũng bị buông lơi nhiều cái việc con thu nạp kiến thức ấy, và con thực hành nhiều hơn. Thì con thấy là trong cuộc sống của con bây giờ, chẳng hạn như khi con đối diện trong cuộc sống những cái tâm tham hay tâm sân thì con dễ nhận biết. Và đặc biệt là bây giờ con làm tư vấn nữa, thì cái công việc tư vấn của con thì thường là mang lại những cái niềm vui, những cái sự thay đổi cho người khác và rất là tích cực. Thì bản thân con khi con làm con rất là hoan hỉ. Nhưng mà có thể là do cái công việc cũng khá là nhiều, thế nên là cái thân nó cũng mệt, nên là con vẫn duy trì những cái buổi ngồi thiền của con. Đôi khi thì không con không ngồi nhiều, nhưng mà từ khi thực hành Vipassana thì con thấy là con ngồi không lâu như cái hồi con thực hành thiền hơi thở ấy ạ. Nhưng mà con thấy rõ là khi mà trong cuộc sống con nhận diện rõ cái tâm của con đối với những cái tâm tham hay tâm sân, thì mình thấy nó và mình nhận thấy nó, và có những lúc mình cũng thấy cái tiến trình của nó mà mình nhận ra. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng không phải là thường xuyên được ạ. Thế nhưng mà khi mà ngồi thiền ấy, thì con thấy là khi ngồi thì cái tâm con nó không có một cái trạng thái là mình rõ một cái rõ nét gì đấy để mình nhận diện đi sư cô, mà mình chỉ cảm thấy là mình cứ thư giãn, con cứ thư giãn thả lỏng, mà con quan sát thôi, con cứ kệ nó thôi. Thì con thấy sự khác biệt là nó không giống như khi mà mình đối diện cuộc sống, khi mà cái tâm tham hay tâm sân sợ khởi lên là mình biết, mà khi mình ngồi thiền thì mình cảm giác là cái tâm nó có bình lặng bình thường ấy, mình chỉ thấy nó thế thôi. Và con cũng thấy là đôi khi thì con mệt với cái thân nên là con cũng không ngồi thiền lâu. Nhưng ngày xưa thì con rất là ngồi lâu, con ngồi và có khi con tính theo thời gian, thì bây giờ con lại ngồi con thấy thoải mái thôi, khi nào con thấy mệt thì con nằm buông thư. Thì con thưa sư cô là con không biết là cái sự thực hành của con như vậy nó có bị tụt lùi không, bởi vì con thấy là con chỉ ở trạng thái tức là lúc nào con cũng bình thường, và trong pháp hành lẫn trong đời sống thì con thấy rõ mình hơn. Nhưng mà đấy, tức là cái pháp hành của con khi ngồi thiền thì con không thấy rõ được cái tâm của mình nữa ấy. Chỉ thấy nó vậy thôi chứ không thấy nó khởi lên, bởi vì con nghĩ là không biết là có phải là do cái đời sống hàng ngày nó cũng là cái nhân để mà mình khi ngồi thiền để mình thấy rõ được mình hay không, mình không bị những cái trạng thái mà mình ngồi thiền mình không nhận ra, hay là mình phải ngồi thiền thì tức là con không hiểu, muốn đặt câu hỏi là có hiểu rồi, có hiểu ý của chị Hà rồi. Vâng. À, thì thế này này ha, là cái có thể cái trạng thái đó nó rất là tự nhiên và không có cái vấn đề gì cả, bởi vì khi trong đời sống hàng ngày đó thì có nhiều đối tượng đến với mình, cho nên là tâm tham tâm sân nó dễ khởi hơn, và nó khởi thì nó rất là mạnh, cho nên mình rất là dễ thấy. Còn khi mà mình ngồi lặng lẽ một mình không có cái đối tượng bên ngoài tác động tới, thì có những lúc gần như tâm nó không có khởi đâu. Mà khi tâm mà không khởi thì nó lặng lẽ, thì tâm mình là bình bình, thì mình chỉ thấy bình bình vậy thôi. Đừng có đòi hỏi là phải thấy cái gì hết á, nó có đâu mà thấy. Và nó đang lặng lẽ thì mình chỉ thấy lặng lẽ thôi. Và cái lặng lẽ đó cũng rất là đáng quý, bởi vì là không phải dễ mà có được cái trạng thái tâm lặng lẽ an bình như vậy. Chính là bởi vì cái đời sống của mình ít bị áp lực, mình ít có cái chuyện cần phải lo toan, cho nên mới có được những cái phút giây nó thư giãn mà an ổn vậy đó. Còn có những người nào mà luôn luôn bị áp lực công việc, cái gia đình hay là tiền bạc đó, thì ít khi họ có được cái giây phút mà bình thản vô lo vậy lắm.
À thế ạ. Chứ không phải là tại vì con khi bây giờ con làm tư vấn ấy sư cô, con tư vấn cho con làm parent coach ạ, con giúp cho rất nhiều phụ huynh để họ thấy ra vấn đề. Thì thực ra họ cũng có rất nhiều vấn đề mà con phải nghe. Thế nhưng mà con cảm thấy là mỗi một lần mà con coach cho mọi người hoặc con tư vấn cho mọi người xong thì con lại rất là hoan hỉ. Thì con ngày xưa khi con mới làm thì con nghĩ là thế thì mình sẽ rất ảnh hưởng đến cái việc thực hành thiền của mình ấy, bởi vì nó mình nhiễm trong những cuộc sống. Mà khi con ngồi thiền thì con thấy là đúng là con cũng không không cảm giác là mình bị những cái tâm đấy nó ảnh hưởng gì. Không biết là đấy là có phải là do con không nhận biết được rõ không hay là Cô nghĩ á, là do có cái tâm xã mà cũng giống như là hiện giờ cô ở đây cũng vậy đó, là cô đang quản lý một cái chùa tới 50 người, thì quý vị biết là rất là nhiều việc, là việc là lo đời sống tinh thần, đời sống vật chất, đối nội đối ngoại thì là rất là nhiều việc. Thì á, nhưng mà việc tới thì mình xử, mà việc đi qua rồi thôi mình nghe nghĩ tới nó nữa. Thì như mình có cái tâm xã mình, con người mà họ không có cái tâm xã mình á, thì cái việc gì mà đưa bộ trở tới trong tâm họ rồi thì họ cứ quay đi quẩn lại với cái việc đó, mặc dù việc đó đã qua rồi nhưng mà cái tâm thì vẫn còn giữ lại, không có cho qua được. Dạ. Cho nên mặc dù khi mình coach cho họ đó, thì khi họ nói đó thì mình phải tập trung mình lắng nghe, thậm chí khi đó là mình đồng cảm với họ, là mình cũng cảm thấy buồn, mình cũng cảm thấy bực bội khó chịu, trong khi họ bị bực bội khó chịu mình có cái sự đồng cảm. Nhưng mà đồng cảm xong rồi thì cuối một buổi đó thì thế nào mình cũng phải chỉ ra cho họ cái cách để họ vượt ra. Và khi tới cái phần cuối mà khi mình chỉ họ được rồi và mình cảm thấy họ nhận ra được, họ họ cảm nhận được cái có tìm được cách giải quyết và họ trút được cái sự mệt mỏi sự lo âu, thì bản thân mình khi đó cũng có được cái cảm giác tương tự. Thì nhờ vậy thì đó là cái mà tư vấn có hiệu quả, thì cả hai người đều khỏe. Còn tư vấn mà không có hiệu quả thì khi đó mình mệt. Thì nó cũng cũng không không có, tức là trong khi con ngồi, bởi vì ngày nào con cũng dành những cái thời gian để con ngồi thư giãn cho bản thân ấy, thì con không thấy những cái tâm mình nó sinh khởi theo những cái hiện tượng ban ngày ấy, thì con cứ băn khoăn, con bảo không biết là mình có nhận diện rõ được tâm mình hay không, hay là mình đang đang bị thực hành sai ấy ạ. Không, có thể vậy là thực hành đúng đó. Dạ. Và như vậy là rất là tốt á, tức là ban ngày có chuyện gì thì chuyện, nhưng ban đêm mình không nhớ gì tới nó nữa, chuyện đã qua là cho qua. Thì như vậy là sống gần với đào rồi Nhưng mà đó. cũng hơi mệt về thân đấy sư cô, tức là nhiều khi con cũng không ngồi được thiền lâu như ngày xưa, con chỉ ngồi ở mức độ con cảm thấy con đủ cái sự thư giãn thôi ạ, xong con cũng nằm buông thư và con chỉ quan sát thôi ạ. Đâu cần phải ngồi, thật sự ra không cần phải ngồi đâu, nằm cũng được, cái đâu cần phải ngồi, quan trọng là cái tâm chứ không phải cái thân. Dạ. Dạ, kính thưa Dạ, sư cho con hỏi một câu nữa được không ạ? được, mời chị. Dạ, kính thưa sư, khi hôm á con với có người nữa cùng là coi ở trên có một cái Facebook á, thì có cũng như là nói chung là cái chuyện tệ nạn thôi, là người tiếng như hai cái người đó họ họ phạm tà dâm với nhau, thì thế là bị bên ngoài họ bị bắt. Thì con khi con nhìn cái hình ảnh đó, ví dụ như con thấy là hai cái người đó họ ngoại tình với nhau á, để người khác và họ bị bắt, như họ bắt như vậy, thì cái tâm con đó, nó thấy thấy tội hết, nó thấy tội cho hai cái người mà đang ngoại tình, mà cũng thấy cái tội cho cái người người chồng hoặc là người vợ bên kia, cả hai cái cũng thấy tội nghiệp. Thì lúc đó thì cái tâm của con á, là nó có suy xét, nó không hiểu là do mình thường xuyên mình học về cái tâm từ á, thưa cô, do mình học cái tâm từ cho nên mình thường chuyên rải tâm từ, cho nên mình cái trạng thái tâm mình không thấy mắng chửi gì cái người mà hai cái người tội phạm kia, mà mình cũng vẫn thấy tội cho cái bên kia nữa. Thì như vậy thì cái tâm đó là do tâm si hay là do như thế nào, mà tại sao mình không có thấy rằng là mình không có oán ghét hai cái người đang đang họ đang ngoại tình như vậy? Thì cái người bên cạnh con là bảo rằng đây là nhân quả, họ biết rằng là nhân quả, nhưng mà mình nghĩ về mình suy xét về cái vấn đề mà nhân quả sau này á, thì họ sẽ nhiều cái khổ ở nơi hiện tại và trong tương lai. Như vậy là do mình thực tập thường xuyên cái tâm từ cho nên mình khởi cái tâm đó. Rồi con lại suy xét thêm nữa, nếu như giả sử mình ở trong cái hoàn cảnh như thế này nè, mình là một người vợ người chồng của cái đối tượng đó, thì mình sẽ trạng thái tâm của mình lúc đó nó có sẽ như thế này hay là không. Cho nên giữa cái sự suy xét đó, con thấy rằng không hiểu rằng đây là do tâm từ của mình thường xuyên mình tu tập,
nó như vậy, cho nên mình không có thấy một cái sự mắng chửi gì cả ha, cả những cái đối tượng như vậy, mà mình thấy tội nghiệp cho họ chuẩn bị nhận một cái quả, một cái trách nhiệm rất là lớn trong cái hành vi mà xấu ác của mình đó. Dạ, xin sư giải thích ạ. Dạ. Dạ thì có thể cô mừng cho chị là có được cái tấm đỏ đó, bởi vì là trong cái trường hợp đó mình thấy tất cả đều đáng thương cả. Dạ, bởi dạ, hai người mà phạm tội tai dâm đó đó thì họ đáng thương vì họ đang gây cái nhân bất thiện và họ sẽ gặp quả cái đau khổ. Còn hai cái người vợ và chồng của cái người kia đó thì họ đang gặp cái quả đau khổ. Một bên là đang gây nhân, một bên là đang tạo quả, đang nhặt gặp quả đó, thì hai bên đều ai cũng đau khổ hết, thì ai cũng đáng thương cả. Và vì sao mình phải oán ghét họ? Họ đáng thương chứ không phải đáng ghét. Cho nên mình giữ được cái tâm như vậy là mình, cái tâm đó là tâm đúng chứ không phải sai, không phải si mê đâu, mà đó chính là có tâm từ và tâm bi. Mà trong trường hợp này là tâm bi, đúng hơn là tâm từ. Tâm bi là cái tâm mà thương chúng sanh đang đau khổ, còn cái tâm từ là tâm mà mong đem lại niềm vui cho cái chúng sanh. Mà trong trường hợp này chính là tâm bi ha, đối tượng bốn người đó đang đau khổ cả. Thì bây giờ đó, ví dụ như mình đặt mình vô, mình là trường hợp là mình là cái người mà bị phản bội thì mình sẽ nghĩ như thế nào? Mình thì đúng chị, dạ. Không, mình đặt vô mình là bị phản bội, dạ, thì mình sẽ nghĩ như thế nào? Thì thường thường là mà chị đã có câu trả lời chứ, nếu chị là người bị phản bội thì chị sẽ suy nghĩ như thế nào, chị sẽ hành xử như thế nào? Thì con sẽ tha thứ cho họ, là con bỏ à, con giống như một mình đã sống khỏe luôn. Nhưng mà giả sử người kia họ không muốn bỏ thì sao? Không muốn bỏ, con bắt họ bỏ thì con cũng không chấp nhận được như vậy, mà con cũng chắc lẽ là tâm con nó sẽ là như vậy, tại vì do cái sự tu tập của mình đó, nếu mà ở một mình cũng được à, để thôi nhường cho người ta, vì ta tham ái nhiều quá phải nhường thôi chứ biết sao bây giờ. Có cái khổ chi mới gặp hiển chứ không có cái khổ như thế này nha quý vị, bởi vì có những cái trường hợp đó là có những người đó là họ đi ngoài tình là bởi vì họ bị cái sự cám dỗ nhất thời thôi. Tuy nhiên là cái tình thương của họ đối với người vợ hay người chồng là vẫn nhiều hơn, nhưng mà bởi vì ở với lâu nhau lâu ngày quá cho nên là có cái sự nhàm chán, rồi họ mới muốn có cái tìm cái gì mới mẻ. Nhưng mà thật sự cái mới mẻ đó họ không cho rằng cái đó là cái lâu dài đâu, họ vẫn coi rằng cái đó là cái vui qua đường, một cái vui chốc lát. Giống như người ta nói ăn cơm lâu ngày thì muốn ăn phở vậy thôi, nhưng mà không ai muốn ăn phở hoài. Ai thì thật ra đàn ông họ có cái tâm tham như vậy đó, họ vẫn muốn có vợ mà họ muốn có thêm bồ. Và trong trường hợp mà bây giờ bắt bỏ vợ hay bỏ bồ, hay tha họ bỏ bồ cho họ không còn muốn bỏ vợ, thì trong cái trường hợp đó là họ xin lỗi. Chắc Hiển không ngồi đây, ông cười rồi cô. Chắc Hiển ngồi đây. Nói đúng quá phải không? Chắc Hiển ngồi anh cười. Thì bây giờ này trong trường hợp là họ nói thôi bây giờ tôi xin lỗi, tôi phải biết cái sai rồi, thôi cho tôi ở lại, đừng có bỏ tôi mà tội, tôi ở một mình không có được. Vậy thì chị Chi nghĩ sao? Trả lời thưa sư. Dạ, hai vợ chồng con là người có tu tập từ nhỏ tới giờ giữ giới, cho nên con chưa thấy anh Hiển làm vậy. Không, thì cho nên có những trường hợp đặt ra thì có thể là có những cái trường hợp là những người vợ họ cũng vẫn sẵn sàng tha thứ cho người chồng, bởi vì là nếu như người chồng thật sự có cái tâm nhận ra sai lầm và muốn sửa đổi thì ít nhất mình cho họ một cơ hội, cho họ một cơ hội để coi thử họ có sửa đổi hay không. Nếu như họ thật sự sửa đổi rồi đó ha, thì quý vị nên nhớ một điều nữa, đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Đã tha thứ cho người ta đã xin lỗi rồi thì coi như xóa đi, delete hoàn toàn, đừng có nhắc lại nữa. Chỉ trừ khi nào mà họ phạm lại lần thứ hai thì khi đó đó quý vị có thể là thôi, bây giờ là dù có xin lỗi thì tôi cũng không có chấp nhận nữa. Nhưng mà ít nhất mình cho người ta một cơ hội sửa sai. Nhưng mà đã khi đã cho sửa sai rồi thì nên nhớ đừng có nhắc đi nhắc lại, làm người ta đau lòng đau khổ. Người ta sống với ai cũng có cái danh dự, cũng có cái công tự trọng đó. Cho nên là mình đã tha thử thì là coi như không nhận forgive mà còn phải forget nữa ha. Tha thử rồi và quên đi luôn. Thì mình cũng khỏe mà họ cũng khỏe. Dạ rồi. Dạ sư cô ạ. Dạ dạ. Rồi coi thử mấy giờ rồi. Còn 10 phút nữa. Có ai rồi, tiếp theo có một thưa sư cho con hỏi hồi nãy tiếp theo con hỏi hồi nãy cái phước của chi á thưa sư. Tức là con mới tức thì đây nè. Khi con ngồi con nghe pháp thì hồi xưa đó con cúng dường cho một vị tỳ kheo đó, một miếng đất đó là 1.400 mét.
Mà khi con làm giấy á, thì con nói là con chỉ cúng dường thập phương tăng, tăng ở, bất kỳ tăng nào ở cũng được, có cái sự tu tập, sa di ở cũng được, nhưng không được cha mẹ ở, Phật tử ở. Thì cái vị thầy này không làm đúng cái thực hiện đó. Thì hôm trước á, cách đây 5 tháng, con mới thưa, con nói bạch thầy, hôm đó con xin cúng dường miếng đất này, thì con có thưa như vậy. Nhưng mà thầy không có cái mục đích sử dụng á, nó không có đúng, thầy bỏ hoang hoặc là ba mẹ thầy vô ở. Thì ở đây hình như con không có hoan hỷ lắm. Nếu như thầy không có không ở được, tăng chúng không ở, thì thầy cho con xin lại. Thì mới thất thì con ngồi con nghe pháp á, thầy vô thầy trả cái chìa khóa cho con, thầy đùng đùng cái thầy đi, con chạy theo con hỏi, thầy không trả lời. Cái tâm con nó, con nghe, con vừa nghe pháp mà cái tâm con nó vừa giận thầy, con nói mình đâu có làm cái gì đâu mà thầy phải làm như vậy. Thì khi con lấy lại như vậy thì con có bị mắc nợ với Tam Bảo không bà sư? Mà trong tâm con á là con lấy lại, bây giờ con không cúng như vậy nữa thì con sẽ bán đi. Con bán đi và con cúng dường thập phương tăng, tức là những chỗ nào giáo dục, chỗ giáo dục thì con cúng vào cái trường giáo dục của chư tăng. Thì con làm như vậy, xin chư sư chỉ dạy cho con có đúng không ạ? Nó không có đúng hoàn toàn đâu nha. Dạ. Bởi vì khi mà mình đã dấn cúng lên đến chư tăng rồi đó, thì quý vị thấy là ngày xưa mà ở bên Ấn Độ đó, người ta có cái truyền thống là khi mà mình dấn cúng lên chư tăng là người ta có cho mình một cái bình nước ha, rồi mình lấy cái bình nước đó mình đổ nước lên tay cái vị mà nhận đại diện chư tăng mà nhận á, thì đổ nước ra lên tay vì đó là giống như nước đã đổ ra rồi thì không có múc lại, không có múc lại nữa. Có nghĩa là khi mà mình đã dấn cúng miếng đất đó chỉ đến chư tăng rồi thì mình không có đòi lại nữa. Cho nên khi mà chị đòi lại đó mà chị định bán nữa thì cô sợ là bị sai rồi đó. Cho nên á, có thể như thế này này, mà bây giờ chị đã lỡ đòi lại rồi đó thì chị phải tác ý như thế này là chị, cái miếng đất đó vẫn còn là của tăng nha. Và chị đừng có bán cái miếng đất đó. Nhưng mà chị á, là tìm lại, chị dâng cho tăng, nhưng mà đại diện tăng là một vị khác. Như vậy đó, hồi đó mình dâng cho tăng mà cái vị đại diện là cái thầy kia, nhưng mà vì thầy kia thầy đã sử dụng sai mục đích của cái miền đất đó, thầy không ở mà thầy là để hoang hoặc là thầy giao cho cha mẹ của thầy ở, thì sử dụng sai, cho nên á, sau này chị gặp với thầy chị thưa đàng hoàng là thưa thầy á, là con không có đòi lại miền đất này cho con hay là con để bán, mà con vẫn trong tác ý của con miền đất đó vẫn là của tăng, nhưng mà bởi vì khi đó thầy là đại diện của tăng cho nên là thầy đại diện thầy nhận, nhưng mà bây giờ thầy không sử dụng không có đúng, cho nên bây giờ con hỏi lại một lần nữa là thầy có định sử dụng miếng đất này đúng như cái tác ý của con hay không? Nếu như thầy vẫn sử dụng miếng đất đó đúng như tác ý của con thì con xin thầy cứ tiếp tục sử dụng, còn nếu như thầy không sử dụng cái miếng đất đó theo như tác ý của con thì thầy đã, con không có lấy lại, nhưng mà con xin dâng cho một vị, nhờ mời một vị khác đại diện cho tăng để nhận cái miếng đất đó. Và cái vị đó họ cũng sử dụng theo đúng cái mục đích là dành cho tứ phương tăng, ai còn ai mà người tu có nhu cầu muốn tu tập thì có quyền tới ở cả. Thì chị làm như vậy nó đúng cho chị đòi lại, cho chị đi cũng cái kiểu cái kia là chị sai rồi. Bạch Ni Sư, rất là như thế này là bạch Ni Sư, vị hòa thượng mà phó thường trực của tỉnh Khánh Hòa đó Sư Sư có dạy con rằng là con nên lấy lại và bán đi. Bán đi rồi cúng tất cả các chùa, chứ con không có cúng cho một vị nào nữa hết. Tại vì cái đó nó nằm dưới chân trường, mà hòa thượng hiệu trưởng ngày xưa là không muốn cho cái chỗ đó là một thầy nào ở nữa hết. Nên là hòa thượng không cho con cúng dường một vị nào nữa hết mà sẽ bán đi. Rồi con nói nếu con bán thì con sẽ bị mắc nợ Tam Bảo. Thì hòa thượng nói lấy cái những cái số tiền đó cúng dường cho những cái chùa khác, chỗ nào mà theo cái ý nguyện của con. Thì con cũng đang băn khoăn bà sư, con cũng đang băn khoăn, con không phải biết làm như thế nào. Bởi vì chị biết là mình nói cái gì mà nói đúng pháp nó cũng khó. Bởi vì trong cái câu trả lời của cái vị đó, đó thì đã có cái tư ý của vị đó là vì không muốn cái chùa nào gần bên cạnh cái chùa mình hết. Cho nên mình khuyên chị làm sao đúng cái ý của vị đó. Chứ còn thật sự ra đó là mình đã dâng cho tăng rồi mà mình lấy lại mình bán đó,
Thì trong đó là chị có thấy bản thân chị cũng thấy không ổn đâu ha. Dạ. Thật sự nó không có ổn đâu chị. Rồi bây giờ mình nói là thôi thì mình cũng dừng lại cho tăng, nhưng mà cái chuyện cũng dừng lại đó là đã chuyện khác, chuyện phía sau rồi. Nhưng mà khi mình lấy lại mình bạn là cái giai đoạn đó là nó đã là có cái chuyện hết đó. Thì tuy mà mình làm thì nếu mình làm á thì bởi vì chị muốn hỏi làm sao cho đúng pháp thì sư cô nói vậy thôi. Còn giả sử như bây giờ là cái chỗ đất đó mà thay đó thì sẽ không cho ai xây chùa cả. Thì có người khác tới ở cũng không có được. Mình thấy là nhóm nó không có xong. Thì nếu vậy đó thì chị á, nếu mà cực chẳng đạt mà chị phải bán đó nha. Thì chị đừng có cúng dường để mà mua, để đừng cúng dường mà để mà làm cái gì, mà chị nên cúng dường vô cái chuyện là xây chùa thôi. Đừng có cúng chuyện vô làm là nuôi chủng tăng hay gì nữa, bởi vì cái ngay ban đầu của chị là muốn làm một cái cúng dường trụ xứ. Thì bây giờ cực chẳng đạt không thể xây chỗ đó mà cần phải bán thôi, thì cũng tạm thời phương tiện mình bán đi, nhưng mà rồi cuối cùng á là cúng vô cái chỗ nào mà xây trụ xứ cho tăng ấy ở thì mình cúng vô đó. Thì nó tốt hơn vì nó giữ nguyên cái ý nguyện ban đầu của mình đó. Con tính tính thiên nhân sư tổ. Rồi. Tiếp theo là mời Belinda Đỗ. Con kính đánh lễ sư cô. Con xin hỏi sư cô cái việc mà hôm trước cũng vừa làm lễ dân y, chủ lễ dân y á sư cô. Thì con có đi làm thì mỗi năm cái sở thuế nó có trả cho con lại một số tiền. Thì con định dùng cái số tiền đó để mà gửi về Việt Nam làm lễ chủ lễ dân y. Nhưng mà con không có thông báo cho ông xã con biết. Mà tại vì con sợ rằng là nếu thông báo thì ông xã con không có được vui. Như vậy cái việc làm đó có nên làm hay không sư cô? Nếu như mà ông nếu báo cho ông thì ông không có vui, nhưng mà cái số tiền đó là chung của hai người hay là tiền của một mình chị? Dạ cái số tiền đó là tiền chính phủ cho lại cho con một mình con. Nếu như tiền của một mình chị đó thì chị có thể nói cho ông biết cũng được mà không nói cũng được. Khi nào mà tài sản của hai người chung á, thì bắt buộc là chị phải báo cho ông biết. Còn nếu như mà tiền đó là số tiền của riêng chị đó thì chị có quyền nói hay không nói cũng được, không sao hết á. Con cảm ơn sư cô. Cảm ơn chị. Hình như cũng hết giờ rồi. Đúng giờ 9 giờ rồi. Thôi mình dừng lại ở đây ha. Thì phước báo mà phát sanh trong cái thời pháp sáng hôm nay cũng xin chia phước đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên người con thiền viện viếng không này và chư thiên ở xung quanh nhà của quý vị. Mong chư thiên hoan hỷ nhận lãnh phần phước này để được sự an vui lâu dài, và mong chư thiên hộ trì cho các bậc thầy tổ, ân nhân, các thí chủ cũng như tất cả quý vị Phật tử, chư tôn đức tăng ni luôn luôn được sự hạnh phúc, sự an vui, sự tận hóa trong thiền pháp. Và bây giờ thì chúng ta cùng hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thương ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đáo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi lai.